Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể thiền đường hội chúng, kỳ vừa rồi chúng ta học bài 403, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài 404. Chẳng lẫn lộn với tục luân, chẳng tạp xen với tăng lữ, xuất gia lìa ái dục, đó gọi là Bà La Môn. Bài 405: bỏ hết đau trượng, không tự mình giết, không bảo người khác giết, đối với tất cả hữu tình mạng yếu, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Bài 406: ở giữa đám người cù địch mà gây tình hữu nghị, ở giữa đám người hung hăng cầm gậy mà giữ được khí ôn hòa, giữa đám người chắp đấm mà không chắp đấm, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Bài 407: từ lòng tham dục, sân nhuế, kiêu mạn cho đến lòng hư ngụy đều thoát bỏ, như hột cải không dính đầu mũi kim, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Ở đây Đức Phật tiếp nói những cái bài trước, nói về đạo, nói về cái người xuất gia sống đời sống thế nào, hiểu biết thế nào là đạo, phi đạo và chứng đến cảnh giới vô thượng. Cái bài vừa rồi là chúng ta học như vậy. Và bài này thì Đức Phật lại nói tiếp: nếu một người mà chẳng lẫn lộn với tục luân, chẳng tạp xen với tăng lữ, xuất gia lìa ái dục. Bây giờ chúng ta đang ở trong cái cõi này, cõi tục, đang bị luân hồi, nhưng mà chúng ta không có lẫn lộn trong đó. Mặc dù chúng ta đang ở trong cái cõi phàm này, chúng ta là người phàm ở trong cái cõi bình thường, cái sinh hoạt bình thường của mình như một con người, chúng ta cũng ăn, cũng uống, cũng đi, cũng đứng như tất cả những người khác. Nhưng chúng ta không có lẫn lộn trong đó, chúng ta rất rõ ràng rành mạch đường đi lối về của chính mình. Không phải mình ở trong cái cõi phàm tục rồi mình thành phàm tục, có thể như thế. Hoặc là chúng ta lẫn lộn trong cõi đời để chúng ta hưởng thụ những cái dục lạc của thế gian, thì như gọi là lẫn lộn với tục luân. Như lần này chúng ta là cái người đang tìm cầu đạo lý giác ngộ giải thoát rồi, thì dù là chúng ta không có cái cơ duyên để chúng ta được xuất gia làm tăng lữ hoặc là làm một người ni ở trong tăng đoàn của Đức Phật, chúng ta phải ở trong cái môi trường sống của xã hội. Chúng ta cũng làm ăn sinh sống, cũng buôn bán, cũng làm tất cả mọi điều như những người khác đang làm, nhưng chúng ta rất là rạch ròi, rất là rõ ràng con đường đi lối về của mình, không lẫn lộn. Chúng ta vẫn tạo ra đồng tiền nhưng chúng ta không có dính mắc tới tiền. Chúng ta cũng ở cái chỗ mà thanh danh tột đỉnh, nhưng mà danh đó đối với chúng ta là như chiếc giáp rách chứ không chẳng có gì quý trọng. Phải thực sự rất rõ ràng với mình như vậy, vì trong cái hoàn cảnh mình đã được nhiều người biết tới, chứ không phải là mình muốn mình nổi danh nổi cồn nổi bãi.
Vì cái phước báo mình nó đủ để có thể chiêu cảm được cái vật chất, chứ không phải mình là người đắm mê vật chất để có được những cái vật chất hơn thiên hà, không phải như người khác. Thì vậy là mỗi người tu khi mà chúng ta sống ở giữa xã hội này, nếu mình thực sự là người có tu thì cái đời sống chúng ta rạch ròi rõ ràng lắm. Chúng ta ở những cái môi trường sống mà người ta thấy là mình dính mắc, nhưng mà thật sự sâu nơi lòng mình không có chuyện đó. Chúng ta vẫn thương yêu cái xã hội loài người, chúng ta vẫn chung đụng để chúng ta sống, chúng ta san sẻ tất cả những cái điều kiện sống của mình đối với xã hội loài người này. Chúng ta có thể cận kề để có thể trợ giúp người này việc này, người kia việc kia, có thể nuôi sống hết mọi người bằng cái tình thương của trước mắt là tình thương của loài người cái đó. Nhưng mà rõ ràng là không có sự đấm trước. Thương thì thương, mà dính nhiễm thì hoàn toàn không có. Đó gọi là không lẫn lộn với trục luân. Đó là người thế tục thương là gì? Là dính mắc. Nhưng mà cái thương của cái người đạo Phật rõ ràng là thương với một cái tình cảm khác, với cái đạo lý sáng tỏ, vì muốn gần gũi thân cận để chuyển hóa người ta, chứ không phải thương vì sự dính mắc. Tới cõi người không phải là gì mình bị cái nghiệp người mà tới đây. Phải nói một câu ngon lành vậy đó. Không, không phải mình bị nghiệp người mình tới đây để mình làm người. Nhưng vì nếu không có xuống đây làm người, không nói tiếng nói người thì không cứu giúp được loài người này. Cho nên chúng ta tới. Thì như vậy là ở sâu, ở trong lòng của mọi người đã tới đây vì cái đạo giác ngộ giải thoát, đã chung sống trong cái xã hội loài người, nhưng mà tất cả những cái vướng mắc trần tục là nếu nhìn một cái góc độ nào theo cái kiểu thế tục thì người này cái gì xã hội có họ cũng có. Nhưng mà nó khác ở cái chỗ là xã hội cái gì cũng dính mắc nhưng người này dính không được. Hai cái đó nó khác nhau, gọi là rạch ròi rõ ràng về cái đạo lý sống của họ. Họ có thể sống như tất cả những người đang sống, họ cực khổ, vất vả, gian tuân, họ có thể làm được hết tất cả những người thường làm được thì họ sẽ làm được. Những người phi thường làm được, họ cũng làm được. Những khó khăn, những gian khổ họ đều nếm trải hết, nhưng mà thật sự cái khó khăn nó chỉ là khó khăn. Cái gian nan thì có gian nan, nhưng mà khổ là chuyện đó hoàn toàn không có. Đó, cực thì có mà khổ là hoàn toàn không. Khác với người thế tục ở chỗ đó. Người thế tục là cực là khổ, không? Gian nan thử thách rồi cảm giác nó khổ sở, nó lên bờ xuống ruộng cũng là đổ mồ hôi sôi nước mắt như người khác. Nhưng mà đó là những cái cuộc trải nghiệm để học những cái bài học của thế giới loài người, chứ không phải là vì mình bị nghiệp cho nên mình bị khổ sở như vậy. Hoàn toàn không có. Thậm chí các vị tới đây cũng sẵn sàng bệnh như những người bệnh khác, như bệnh để trở thành có kinh nghiệm cứu người ta, chứ không phải bệnh là vì nghiệp. Khác hẳn. Thật ra chúng ta nói là không thể lẫn lộn với tục luân được. Nếu là một người mà thực sự tu hành ở sâu nơi họ, cái thiện căn của họ, cái phước đức của họ nó rất là lớn, nó khác với người phàm. Cho nên người thế tục họ có thể nhìn cái người đó họ lẫn lộn, họ có thể nhìn không có ra. Tại vì họ cũng vẫn sống một đời sống đời thường, cũng đói thì ăn, rồi cũng mệt thì cũng ngủ, cũng y như người thường, cũng khác gì. Nhưng mà hoàn toàn không hề lẫn lộn. Cho nên khi mà nói tới đạo lý thì luôn luôn sáng tỏ. Nói về thế gian là luôn luôn không dính mắc. Phải nói về câu ngon lành như vậy là không có cái chuyện dính mắc. Muốn mang thân này tiếp tục nữa thì mang, muốn bỏ là bỏ. Cho nói cái thân này không phải là một cái gì đó tối thượng quan trọng đối với người đó. Thì chúng ta sống làm sao mà chúng ta có đủ cái quyền làm chủ với chính cái bản thân này trong cái đời sống này như vậy, thì mới hy vọng là nói tới cái chuyện đạo lý sâu xa. Còn mà bệnh muốn cho nó hết bệnh thì nó hết không nổi. Khổ muốn hết khổ, khổ không hết được. Có một chút xíu bất an hả, nào là lại Phật sám hối, nào là cầu trời, cầu Chúa gì đó, đủ thứ hết, nhưng mà vẫn tiếp tục bất an. Không phải như vậy. Tâm vừa có một cái chút bất an là họ trong vòng chớp mắt là bình an trở lại. Không có chuyện bất an kéo dài, không có chuyện đó. Trong một chút xíu nào đó bất giác thì có thể xảy ra. Nếu mà họ không có giữ vững được cái trí tuệ Phật đạo sáng chói của mình thì có thể có một hai cái bất giác gì đó xảy ra trong đời sống. Nhưng mà đó chỉ là bất giác tạm thời,
Chứ nó không phải là một sự đắm mê, không phải là một cái sự lầm mê kéo dài được trong cái đời sống này. Gọi là người không có lẫn lộn trong tục lưng được. Một cái đời sống rất là rõ ràng, với cái trí tuệ Phật đạo đủ trang bị cho họ sống cả đời bình yên, dù bất kể cái hoàn cảnh sống nào, thuận hoặc là nghịch, khổ hoặc là vui, họ rất là bình an, rất là tự tại. Trẻ hay là già, tất cả những cái hoàn cảnh sống của loài người, không phải của loài người đâu, mà sau này ví dụ như có những cái vị Bồ Tát họ đi các cõi thấp hơn cõi người mình, thậm chí họ xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là mỗi cuộc dạo chơi. Nhưng nếu những người mà tu có thần thông, ví dụ như trong đời này trong cái nhóm huynh đệ mình có một hai người tu chứng thần thông, nghe chưa, em bắt đầu có một huynh đệ mình phát nguyện là đời sau xuống ngạ quỷ chơi hay xuống địa ngục chơi gì đó, hoặc là có người thân nào xuống dưới muốn xuống dưới cứu người ta ở dưới, cái bây giờ vừa hết mình tu cả đời tinh tấn ở đây, cái đời sau xuống địa ngục cái ông kia không có thần thông, nhìn thấy cha này xuống địa ngục rồi tu, phải không? Bởi vậy đời trước tôi nói tu không đàng hoàng, đời này xuống địa ngục rõ ràng. Nhưng mà không phải coi chừng ta xuống địa ngục ta thanh tịnh hơn ông đang có thần thông đó, chứ không đừng có giỡn. Nhưng mà điều này không ai biết nổi, không có đủ sức để có thể biết một cái hạnh của Bồ Tát, không lẫn lộn được. Có nghĩa là dù đi trong lục đạo, đi cái kiểu gì, họ vẫn thăng tiến tâm linh. Đây là điều đặc biệt của một cái vị Bồ Tát đã tới trần cái thế tục của chúng ta. Thật ra chúng ta thấy là họ chỉ mượn cái thân tướng nào đó để họ dạo, họ cứu người, chứ họ không phải là người bị cái nghiệp đó. Cho nên có nhúng tay vào, có chung sống với loài người như mình thì chúng ta đừng có nghĩ đó là một con người thế tục. Nhưng mà phần đông thì tất cả chúng ta là người thế tục. Chúng ta nhìn người khác bằng cái nhìn của người thế tục, cho nên là có đôi khi chúng ta sẽ gán người đó là dính mắt thế này, dính mắt thế kia, là theo cái nhìn của mình thôi. Vì vậy ở đây Đức Phật nói là không có lẫn lộn với tục luân được. Thấy vậy chứ không có lẫn lộn được. Giống như trong một cái mỏ chúng ta thấy ha. Trong cái mỏ rất là sâu, họ khai thác lên. Ví dụ như mỏ dầu thì trong giữa lòng đất vậy đó, dầu là dầu, mỏ vàng là vàng, rõ ràng là đem lên luyện là nó thành vàng ròng, thành kim cương, rõ ràng nó không có dính, không có lẫn lộn với đất tạp được. Khi mà rèn vàng nó trở thành vàng ròng là khó lẫn lộn, đưa ra lửa là tự động thấy rõ. Thì những cái người mà họ đã có một cái nội lực công phu rõ ràng rồi á, thì không có cái kiểu nào họ có thể dính mắt được. Đó là điều mà chúng ta phải biết, không thể lẫn lộn với tập luân được, không thể lẫn lộn được. Cái thứ hai là không xen tạp, chẳng tạp xen với tăng lữ. Bây giờ tăng lữ mình có tạp xen không? Quá trời, phải dùng cái từ như vậy. Tăng đoàn phải nói là lộn xộn, hỗn tạp. Không phải trong thời này đâu mà cả nhiều thời, không phải trong nước mình đâu mà khắp nơi trên thế giới. Kiếm một cái tăng đoàn mà rách rồi, trong sáng kiếm ra được mấy chỗ. Ai đã từng thấy có một cái tăng đoàn mà rạch ròi trong sáng hoàn toàn chừng 50 người thôi, nó kiếm ra nổi không? Không đâu. Trong đó nó lẫn lộn, nó xen tạp nhiều cái giai tầng, nhiều cái trình độ, nhiều đẳng cấp. Dù là cái trình độ thượng căn, trung căn, hạ căn gì đó, nhưng mà họ xuất gia để mà cầu đạo giải thoát thì được xem như là tăng đoàn thanh tịnh. Nhưng mà không phải họ vào nhà chùa với mục đích khác. Nếu vì một cái mệnh lệnh nào đó họ phải làm tăng làm ni, vì một sứ mạng nào đó họ phải lẫn lộn ở trong chùa, đây gọi là xen tạp. Cái khi họ mượn chiếc áo tu sĩ để họ làm cái việc gì đó, vì một công tác xã hội đó, họ buộc họ phải ở trong đó một thời gian, có khi họ cũng phải bị ở suốt đời. Chúng tôi nhìn thấy nhiều vị tăng, nhiều vị ni bị ở trong chùa suốt đời, nó khổ, nó gần chết luôn. Bị ở thiệt á. Bởi vì cái lệnh của cấp trên là không thể nào mà ra khỏi tăng đoàn được. Thấy tức cười lắm. Họ sống lúng túng, lùng tung trong cái cảnh giới tăng đoàn, giờ thấy thương lắm. Mặc dù là làm sứ mệnh, làm công tác gì gì đó, rất là xen tạp. Mà tăng đoàn thì xen tạp rất nhiều. Và cái xã hội của mình bây giờ thì rõ ràng chuyện đó luôn luôn xảy ra. Ở không phải trong nước đâu mà nhiều nước lắm. Không có tăng đoàn nào mà gọi là thanh tịnh một cách tuyệt đối đâu. Cái thời Đức Phật thì có. Sau đó rồi nó bị cái xã hội tăng đoàn nó bị
nhiễm nhiều à. Cho nên là xen tạp trong tăng đoàn, xen tạp trong tăng lữ rất là nhiều. Thật ra khi mà có những người ẩn ở trong tăng đoàn, không phải là người ta không biết, nhưng mà người ta cũng thương cái gì trách nhiệm gì ở bổn phận, gọi là gì bổn phận sự trách nhiệm vụ gì đó họ ở. Chứ không phải họ là người xuất gia tu hành. Mà những người đó khổ lắm mà, nó không có sướng ít gì đâu. Xen tạp trong đó, mình sống nó không phải là môi trường của mình. Mặc dù là mang hình thức người tu, nhưng mà đó không phải là môi trường sống của người đó, thì họ khổ lắm. Họ sống phù hợp với môi trường thì họ muốn khổ, mà sống không phù hợp môi trường họ khổ lắm. Họ gán cũng ép mình theo giới lực, nếu mà lỡ mà xui mà vô gặp mấy cái chùa mà khó khăn cái nữa là thôi trời ơi. Kiếm đường trốn, trốn ra được. Đến cái độ là bị ở trên là mày không được quyền rời khỏi chỗ đó là cả đời khổ luôn. Thấy chưa? Đó là ra chúng ta thấy là tăng đoàn lẫn lộn xen tạp rất nhiều, rất rất nhiều, phải nói như vậy chứ không phải là ít. Thật ra những người mà đã xen tạp vào trong tăng lữ thì không phải là cái người xuất gia để lìa ái dục cầu đạo giải thoát. Và điều này chính Đức Phật cũng đã thấy từ xưa, không? Đức Phật đã nói từ cái cách đây mấy ngàn năm về trước rồi. Đức Phật thấy rõ ràng là tăng đoàn sau này xen tạp ghê gớm. Nhưng mà chúng ta sống trong thời này chúng ta thấy rõ. Cho nên chúng ta có thấy có những cái vị tăng, có những cái vị ni mà họ sống cả một cái đời ở trong chùa. Họ không phải không thể hiện được cái đạo lý tu hành của mình, trí huệ không khai mở. Vì cái mục đích họ là khác, họ chỉ hoàn thành cái nhiệm vụ suốt một đời ở trong cái chùa đó thôi, chứ không phải là suốt đời ở trong chùa, là cái nghĩa vụ của họ là đạt ngộ giải thoát. Nghĩa vụ họ ở trong chùa là chỉ báo cáo mỗi ngày cho cấp trên vậy thôi à. Chỉ có nhiêu đó thôi à. Thăng chức thì cũng thăng chức lén lén. Kiểu gì đó đó chứ nó không, nó xen tạp rồi là chắc chắn là nó, cái đời sống nó không minh bạch, không rõ ràng. Cái thứ hai nữa là gì? Có một cái dạng xen tạp nữa, có nghĩa là họ vì không phải là vì cái mục đích giác ngộ giải thoát, mà vì một cái việc đời sống gia đình cá nhân, họ không còn có một cái mục tiêu gì để sống, họ phải vào chùa. Thì cái này là cái còn tội hơn nữa. Chùa để gọi là nương tựa cửa từ bi để sống cho qua ngày đoạn tháng thôi, miễn lần sau có cơm ăn áo mặc chỗ ở đàng hoàng sinh sống suốt đời là được rồi. Thì cái này thì cũng không ít. Cái này là trong tăng đoàn cũng nhiều lắm. Đây cũng được xem như cái dạng xen tạp. Chứ còn ở trong tăng đoàn mà nếu mà nó gom hết 1.000 người ra để mà điều tra, không? Điều tra lý lịch cá nhân, anh có phải là cái người gì cái chí giác ngộ giải thoát rời khỏi tam giới này, nó cạo đầu để gì, cái mục đích gì, lý tưởng giác ngộ giải thoát không, thì không biết là đếm được mấy người trên đầu ngón tay. Thì rõ ràng là xen đoàn xen tạp không phải là ít, không phải là ít. Điều này chính Đức Phật đã thấy ngày xưa rồi. Cho nên xuất gia để mà lìa cái sự ái nhiễm của con người, để chúng ta sống một cái đời sống thanh tịnh, giải thoát một cách toàn triệt, thì đây là một cái điều rất khó có được ở trong hàng ngũ xuất gia. Thời này chúng ta nói một câu đó thì nghe nó hơi buồn, nhưng mà đó là một cái sự thật đang xảy ra, đã xảy ra và sắp sửa xảy ra. Sẽ được đào tạo những cái lớp tu sĩ. Chúng ta mai kia còn sống tiếp thì chúng ta sẽ thấy có những cái lớp tu sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp làm tu sĩ. Gọi là nghiệp vụ chuyên nghiệp làm tu sĩ, phải dùng cái từ như vậy nghe nó cay cú lắm, nhưng mà cũng sẽ xảy ra hàng loạt những cái trường lớp có những cái bằng cấp gọi là chuyên nghiệp làm tu sĩ, không phải ít đâu. Mà điều này Đức Phật thấy rõ rồi, mình cũng phải thông cảm thôi. Cho nên cái duyên để đi học Phật đạo với chúng ta trong đời này, nếu chúng ta có cái phúc duyên lớn trong nhiều kiếp, chúng ta là những người đã từng thao thức cái việc học đạo, thì cái duyên đó tự động nó sàng lọc, nó kết nối để rồi mình gặp được đạo lý giác ngộ giải thoát thiệt. Nhưng mà cái đó là hiếm rồi. Trong đời này nếu mà chúng ta gọi là tìm được cái đạo giác ngộ giải thoát một cách thực thụ, chân chánh, mà phải nói là tuyệt đối độc lập,
nói tới cái chuyện giác ngộ giải thoát là tuyệt đối riêng tư của đạo giác ngộ giải thoát, thì bây giờ là đốt đuốc để đi tìm trong trần gian này, trong cái thế hệ của chúng ta, và tương lai nó sẽ còn xen tạp nhiều nữa. Thì đừng bao giờ ai có cái gọi là cái gì, hồi xưa mình đọc cái câu là tồi tà phụ chánh, mình nghe ghê gớm chứ. Hồi đó cũng có cái máu tồi tà phụ chánh để sàng lọc, để cho tăng đoàn được thanh tịnh, chỉ thuần những người giác ngộ giải thoát. Tôi nói là chuyện đó là mộng tưởng. Hồi đó mình cũng có cái ý đó, nhưng mà sau này mình nghĩ đó là mộng tưởng thôi. Đó là siêu nhiên, thiên nhiên bây giờ hết sàng lọc nổi rồi. Cái đầu con người đã xen tạp để làm cho tăng đoàn bị gọi là xáo trộn rồi, lộn xộn, không còn thuần khiết của một cái người xuất gia tu hành nữa. Ở đây trong chuyên môn chúng ta nói thì nó hơi có một cái gì đó bị vướng, bị mít lòng. Nhưng mà nhìn sâu, nếu chúng ta là cái người mà khéo, phải dùng cái từ như vậy, khéo học Phật. Khéo học Phật giống như trong Phật Đức, ở trong kinh Đức Phật nói là sao? Giống như con ngỗng chúa à. Nước pha với sữa mà nó thọc mỏ cho nó uống một cái là nó lấy sữa ra nó bỏ nước lại. Đó, chúng ta phải khéo cỡ tầm đó. Thì hy vọng là chúng ta sẽ gặp được đạo lý giác ngộ giải thoát. Chứ thôi trong cái thời này thì chúng ta sẽ thấy rằng có những người được đào tạo nghiệp vụ tu sĩ, thì cái nghiệp giảng sư của họ trở thành siêu sư luôn, chứ không phải là thành một cái giảng sư bình thường. Cho nên cái khả năng để hút thu hút quần chúng, khả năng để nói được đạo lý của đạo Phật, như Đức Phật nói là ma ba tuần nó thuyết pháp còn hay hơn mấy vị pháp sư nữa, là cái chiều đó là mình chịu. Những người không đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên để đi trọn con đường giác ngộ giải thoát thì chúng ta sẽ rất là mê mẩn những cái lối đạo lý đó, nó sẽ rất là cuốn hút. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Tức là những cái ngày mà gọi là xen tạp trong tăng đoàn thì rất là khó có ai có đủ cái trình độ, đủ kiến thức để có thể lọc lựa ra một cái đạo lý chân chánh giác ngộ giải thoát để chúng ta học. Bây giờ là khó lắm rồi. Thực sự cái thời này là khó lắm rồi. Đức Phật nói còn sư tử là gì? Sau này bị gì? Trùng ăn sư tử mới chết. Sư tử cũng khó con nào giết lắm. Có nghĩa là trong tăng đoàn có những người, chính những người mà mang cái hình thức của một tu sĩ nó phá nát tăng đoàn thì nhiều. Cho nên tăng đoàn càng lúc bị xã hội đánh giá thấp. Đúng thôi chứ không phải sai. Giới tri thức vẫn coi thường chuyện đó đúng chứ không phải sai. Họ nhìn thấy cái sự lũng đoạn đó, rời rã như một đống cát. Nói với tăng đoàn hòa hợp, có mấy cái tăng đoàn nào hòa hợp trong cái thời này? Ở chùa 10 người hòa hợp hết 10 người không? Không có, tại mỗi người kiểu mà. Người bị sứ mệnh này, người bị sứ mệnh kia, sống chung nhau lấy gì hòa hợp. Cho nên là không có chống nhau, không đốt cháy chùa là may lắm rồi. Ở trong 5 ngày, 7 ngày mà còn yên để ở là cũng hên lắm rồi đó. Chứ còn ở chung theo cái kiểu đó trước sau cũng cháy nhà. Nó mỗi người một ý tưởng. Thật ra mà vô đây để mà học đạo giác ngộ giải thoát mà sàng lọc cả 100 người để tìm ra được những 3 người thôi là ông thầy đó giỏi rồi đó. Giỏi rồi. Chứ cần kiếm người là cả nhiều khi cả hết một đời của mình. Cho nên có nhiều vị, ngay cả ngày xưa nha, cái thời này chúng ta không bàn, mà ngay cả cái thời các vị tổ sư ngày xưa than rằng trong chúng 1.000 người kiếm con sư tử khó, toàn là giả can không à. Nó cũng hơi nặng thiệt, nhưng mà chúng ta thấy là thời nào nó cũng vậy. Thành ra cái chuyện mà học đạo mà để chúng ta, hồi xưa giờ mình lý tưởng là sẽ có một tăng đoàn thanh tịnh. Thực sự ví dụ như cái thời có một vài lần mà chúng tôi đi Miến Điện á, lần đó thực sự mình bị rúng động với một cái thiền đường ở bờ ao. Chúng ta vừa vô cái thiền đường đó một cái, bắt đầu cái lực tu, công nhận cái thiền đường tu ghê gớm lắm. Lực tu nó lớn đến mức độ mà bắt đầu lỗ tai tôi nó kêu nhỏ 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 rồi. Thì cái tầng trệt đó là những cái vị mà mới tu, bắt đầu mới lên lầu 1. Lên lầu 1 là cái tầng của các vị mà tu lâu năm và có những cái thiền định sâu. Hai lỗ tai tôi là nó kêu những cái tiếng mà mình không còn nghe nổi âm thanh bên ngoài luôn, kỳ lạ lắm. Lúc đó hai cái chân phải mềm xuống lại thôi chứ không còn đường nào khác.
Thì sau đó mới phát tâm vận động Phật tử Việt Nam qua đó cúng dường mấy trận. Nhưng mà qua tới trận thứ hai cúng dường là thấy mất tiêu mấy cái vụ đó rồi. Nó chỉ còn có một cái đoạn nào đó thôi. Nó thỉnh thoảng nó có một hai cái khóa tu tập. Nó có những cái vị mà quyết tu ở trong cái thiền đường đó tu hành thì cái năng lượng nó ghê gớm lắm. Nhưng mà sau đó thì khác rồi. Cái vị chủ đó đi chỗ khác thì cái thiền đường đó nó hoàn toàn mất đi cái lực này. Ra cái năng lượng mà tu hành của các chùa, nói thì nói vậy chứ mình chúng ta cũng thỉnh thoảng có gặp ở đâu đó trong thế gian này nếu cái duyên chúng ta có. Ra có đôi lúc ví dụ chúng ta đi Miến Điện, chúng ta đi Ấn Độ, chúng ta đi Nepal, hoặc là chúng ta đi ở rừng sâu núi cao này nọ kia tìm, thì thực sự bây giờ nó không còn đâu. Nó còn theo cái kiểu tưởng tượng như tưởng vôi của mình. Lên núi cao chắc là có người nào tu hành giỏi, nhưng không có. Có đôi lúc cũng có những cái vị ẩn sĩ tu hành rất là tốt, nhưng có đôi lúc có những người họ cũng biết được tâm lý của xã hội là thích đi leo núi để cúng dường mấy ông sư trên đó linh, cho nên mấy ông leo trước. Nó nhiều lắm, nó tăng đoàn, nó chen tạp mà nó lẫn lẫn lộn đủ thứ trong đó. Đó, cho nên là chúng ta mới thấy là đi những cái khu du lịch mà những cái nơi mà thấy ở chỗ gốc cây này có ông thầy ngồi liêm diêm, gốc cây kia có ông thầy ngồi liêm diêm là không phải đâu. Không phải, chúng ta đừng có bị lẫn lộn. Cho nên đủ cái trí tuệ Phật đạo chúng ta sẽ thấy rất rõ những cái điều này. Cho nên bây giờ có những người mà gọi là thiết tha tu hành, họ vẫn có một cái gì đó sâu trong lòng, họ có một cái gì đó chán nản. Thậm chí có những người mất đi cái nhiệt huyết tu hành, họ trở thành ẩn sĩ. Có chứ không phải là không có, nhưng mà những ẩn sĩ đó thì mình không có đủ duyên phước để mình có thể gặp được rồi. Thật ra có những người ẩn tu không phải là những người dở, nhưng mà những người ẩn tu đó thì chúng ta không có đủ duyên để gặp. Chừng nào mà đủ phước duyên để gặp những người ẩn tu là những cái vị mà chuyên tu thực sự, họ xuất gia nhưng mà rồi vì cái xã hội họ thấy được, vì cái đời sống đời thường, cái sinh hoạt của tăng đoàn bây giờ họ thấy quá rõ rồi. Có nhiều người rút lui. Thật ra chúng ta thấy là tăng đoàn xen tạp nhiều chuyện để phải nói lắm. Phải nói như vậy, nếu mà đụng tới cái chuyện này thì nó mới lòng nhiều, nhưng mà người ta càng nói nữa thì càng mới lòng nhiều nữa. Nhưng mà rõ ràng là cái thời này kiếm được cái tăng đoàn không xen tạp là chuyện cực kỳ khó khăn với loài người của mình bây giờ. Không phải là người Việt của mình đâu mà các nước cũng vậy, các nước cũng vậy, tăng đoàn của các nước cũng vậy. Dù là Thái Lan có tới cả ngàn hoặc là mấy chục ngàn vị tăng, nhưng mà vẫn là một cái gì đó nó không có thuần khiết thanh tịnh đúng nghĩa của tăng đoàn. Tăng có nghĩa là thanh tịnh đúng không? Nhưng mà không có thanh tịnh theo nghĩa xuất gia đúng nghĩa của một cái người xuất gia thực thụ khi vào chùa đâu. Thế đó là bây giờ hiếm lắm rồi. Đó, cho nên là ai mà có được cái phước, phải nói là phước duyên chúng ta rất là sâu, thì trong đời này hy vọng chúng ta gặp được người thanh tịnh nói chuyện cho mình nghe. Nói chuyện mà sâu trong lòng có sự thanh tịnh an lạc thật sự, để chúng ta nhận được một cái hơi hướng thanh tịnh từ cái công phu tu hành cả một cái đời của họ ở trọn trong chánh pháp họ chia sẻ cho mình nghe. Đó là phước chúng ta tu nhiều kiếp lắm, hoặc là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta theo cái vị đó tu tập rồi, thì chúng ta mới hy vọng là cảm nhận được cái lực thanh tịnh thật sự trong cái bài pháp, trong cái lời pháp, trong cái lần chúng ta tiếp xúc. Còn nếu không là chúng ta nghe thấy bình thường. Cái dòng pháp có đôi khi nó thể hiện trọn vẹn cái đạo lý trong đó, nhưng người ta nghe người ta vẫn thấy bình thường. Rồi cái nghiệp của mình nó đủ để có thể che, để mình không đủ mắt sáng mình thấy được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là sâu, đâu là cạn, đâu là phải, đâu là trái nữa. Đó là cái điều mà gọi đó là nghiệp che tâm chúng ta. Ở cái phước duyên chúng ta không đủ thì nghiệp nó đủ che tâm mình. Thật ra có đôi lúc á, có những cái vị tăng, những cái vị ni thực sự họ ở trong tăng đoàn, họ cũng xuất gia theo vị thầy đó, nhưng mà vì cái gọi là sứ mệnh đi, tạm dùng cái từ nó hay hay chút là vì sứ mệnh. Cho nên họ chỉ ở là họ ở suốt cái đời để làm tròn cái sứ mệnh của họ thôi, chứ họ không nhìn ra đó là ông thầy tu. Và họ cứ đi theo ông thầy đó rồi coi ông thầy này tốt hay ông thầy này xấu để báo cáo thôi, chứ không bao giờ mà đánh giá được ông thầy nào có đạo lý không đạo lý. Suốt cuộc đời họ không đủ cái trình độ đó đâu, nhưng mà họ vẫn bám sát được vị thầy đó. Nó mới kỳ chứ.
Vậy tôi nói là ở cái tâm đó là theo 8.000 đời nữa thì hiểu chưa hết một cái móng của ông thầy nữa, chứ đừng nói báo cáo theo cái kiến thức riêng của mình thôi, chứ làm gì đánh giá một cách sâu sắc được một cái vị thầy mà họ đã có tu rồi không cách nào. Nên sáng mình nói là chính bản thân mình mà mình muốn hiểu được mình đã là khó nghìn trùng rồi, đừng nói sao mình hiểu mà đánh giá đúng của người khác. Không đủ trình độ đó, và nhất là những người đã có chiều sâu tâm linh thì phải nói là nên bó gối mà ngồi đó mà lễ đi, chứ đừng có hy vọng là mình có thể hiểu được. Nhưng mà người ta cứ ỷ một số kiến thức của mình, ỷ một số kinh nghiệm sống của xã hội của mình có thể đem cái kinh nghiệm sống của mình, đem cái kiến thức của mình soi gọi người khác, chỉ thấy theo cái thấy của mình thôi, chứ làm sao thấy đúng được nhân vật đó. Không có, chúng ta chưa bao giờ thấy người khác qua khỏi kiến thức của mình, đúng không? Cho nên chúng ta đánh giá một người khác là chúng ta chỉ đánh giá bằng kiến thức, bằng nghiệp vụ riêng của mình, chứ mình không bao giờ mà đánh giá đúng với cái người khác đang có. Chưa từng có ai đánh giá người khác đúng với cái vị trí của người đó cả. Nhưng đối với những người mà bắt đầu tu để họ có một cái đời sống mà lìa thoát cái ái nhiễm rồi á, thì lại càng khó khăn hơn cho chúng ta đánh giá. Tại vì chúng ta là người đang dính nhiễm. Giống như giờ mình đang mà mang cái kiến màu đen, mình kêu mà nhìn thấy người này da trắng, mình làm sao mà nhìn thấy nổi. Không có cách nào hết. Chúng ta đã mang kiến màu rồi mà không biết là chúng ta đang mang kiến màu gì. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là người mang kiến màu. Cho nên mình nhìn cái sự kiện nào cũng đúng với cái màu mình đang mang. Đó là một cái thực tế. Ra đủ phước duyên để chúng ta đi tìm cầu đạo lý trong đời này, với cái người Phật tử cũng như với cái người xuất gia, mà chúng ta tìm cho được chánh pháp, tìm cho được minh sư để chúng ta giao thân mạng suốt cuộc đời để chúng ta hành đạo thì là một cái điều khó. Nhưng rồi có những người gặp chánh pháp, gặp minh sư ha, lúc đầu thì cũng có một chút gì đó, cái thiện duyên nó trỗi dậy để mình có thể thấy cái vị này là tốt, là hay, là giỏi. Nhưng mà hồi cái nghiệp mình nổi dậy mình sẽ thấy khác đi. Giờ thấy khác đi thì mình sẽ đánh giá khác đi, rồi mình sẽ xa rời chánh pháp, xa rời minh sư. Thấy vậy á, chứ không có dễ đâu. Thật ra khi mà đã xuất gia ở trong chùa làm một vị tăng rồi mà giữ trọn cái tâm nguyện giác ngộ giải thoát như buổi ban đầu là thật sự khó khăn. Và sống được với cái tâm nguyện đó cho hết một cái đời, để mình được sống một cái đời sống thanh tịnh tịnh trong tăng đoàn càng khó khăn hơn nữa. Như chư tổ nói là sao? Nhất niên là Phật tại tiền, đúng không? Nhị niên thì Phật ra hiên, tam niên thì Phật thăng thiên mất tiêu luôn. Tới ở chùa thấy rồi đó, là giống như bèo trôi, nước chảy lên mình trôi lên, nước chảy xuống mình trôi xuống, tới giờ ăn, ăn tới giờ ngủ, ngủ tới giờ tu, tu, chứ mình không biết là ăn đó được cái gì, ngủ đó được cái gì, tu đó được cái gì, hết rồi. Người tu một thời nó sẽ bị như vậy. Thật ra nếu chúng ta ngay từ buổi đầu mà chúng ta quyết tâm đi vào con đường đạo lý, chúng ta không rạn lọc tâm của mình, không thấy được mình muốn cái gì để mình vào trong chùa, và không có lập chí một cách vững vàng, và không có cái duyên phước để gặp một quý vị mà khai tâm chúng ta một cách trọn vẹn ở trong đạo, thì chúng ta vào chùa một thời gian à, nó bắt đầu từ một người với cái ý chí rất là dũng mãnh trở thành những người bạc nhược yếu đuối, sống qua ngày đoạn tháng bèo dạt mây trôi, năm năm nóng nhưng mà 20 lạnh chứ không phải năm nóng năm lạnh còn đỡ, năm nóng năm lạnh thời gian nó cũng chập điện luôn. Thật ra chúng ta thấy rõ ràng là những người tu á, chúng ta theo dõi một người thôi mà nếu mà ngày hôm nay họ tỉnh được chút, ngày mai họ tỉnh thêm chút, ngày kia họ tỉnh thêm chút á, thì đó là một điều rất là đáng mừng, là họ đang học đúng, họ đang hành đúng. Mặc dù họ ở trong dòng chánh pháp, họ đang học chánh pháp, nhưng mà họ tu theo cái nghiệp riêng của mình. Cho nên họ ở hôm nay mà thấy bữa nay thấy sáng sáng một chút, nhưng mà mai thấy mặt tối hù à. Bữa nay có nhiều khi nghe đúng một cái lời, đúng một cái bài pháp nào đó với cái nghiệp của mình đó, mình cảm giác mình vui vẻ, mình sáng suốt, mình có thể tu tập tốt được ngày. Nhưng mà ngày mai mình nghe pháp của ông thầy, cái mình thấy mình hiểu theo cái kiến thức riêng của mình, tức là nghiệp nó nổi lên để mình hiểu theo cái kiểu của nghiệp thức. Như bắt đầu mình loạn, bắt đầu sụp xuống liền. Và thường thì hiểu theo nghiệp lại nhiều hơn hiểu đúng với pháp. Cho nên là
Ít có khi nào mà chúng ta nhìn một cái người tu mà 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày hoặc là kéo dài trọn vẹn được một tháng có thể công phu đúng để lộ ra một cái diện mạo trong sáng được kéo dài. Cái này là hiếm. Cái này cũng thuộc cái dạng lẫn lộn, đó là xen tạp. Cho tới chiều sâu tâm linh họ vẫn xen tạp. Vẫn xen tạp. Bây giờ mà nói về những cái người mà luyện để có được những năng lực này nọ nơi kia thì xã hội cũng đã bắt đầu nhiều. Hồi nãy là chúng ta nói cái hình thức bên ngoài thôi, bây giờ nói tới cái chuyện tâm linh xen tạp. Mình không có đủ sức để mình có thể minh định là một người này quá giỏi, một người này có năng lực, có thần thông mà chánh pháp hay không, thì ai mấy người trong chúng ta đủ sức để phân biệt. Với mình là cái người có năng lực là mình đã sợ rồi. Hơn mình mới vừa ngồi xuống thấy ruột mình mấy khúc á, hôm qua mình ăn cơm với gì mắc nghẹn sao là họ biết hết. Lại cho mình sợ rồi. Nó đến với mình cái chừng đó là mình cảm giác mình run rồi. Còn thầy có chánh pháp thì ông không có nói những cái câu đó, ông chỉ thuần nói chánh pháp thôi. Rồi mình thấy rõ ràng là ông thầy này chỉ nói thôi, chứ ông thầy này đâu biết, đâu có thần thông, đâu có gì đâu. Rồi mình bắt đầu mình chán nản những người thường, mình có thể theo những người sẽ có một cái gì kỳ dị hơn, có năng lực, có sức hút, có cái gì đó, là sự hỗn tạp. Thì cái việc học đạo chúng ta mà tránh khỏi, chúng ta mà tự sàng lọc để mình cắt xén được tất cả những cái tham tâm, những cái tà tâm của mình, để mình được kết duyên thuần với chánh pháp, để có một cái đời sống an lạc thực sự cho cả cuộc đời còn lại của chính mình, là một cái gì đó khó khăn lắm. Phải nói thật như vậy, rất là khó khăn. Ở đây chúng ta cũng đã đi chùa nhiều, chúng ta đã gặp Phật Pháp nhiều, chúng ta cũng đã học nhiều, và với kinh nghiệm đã từng học Phật Pháp của mình trong mấy chục năm vừa qua, tới giờ phút này mình dám cam đoan là mình đủ trí tuệ để có thể minh định được cái sự xen tạp trong tăng đoàn, xen tạp trong giáo pháp, xen tạp trong công phu chuyên môn chưa? Mấy người đủ chánh kiến để phân biệt điều này? Khó lắm. Không đủ sức. Đây là điều khó khăn, thách thức cho chúng ta. Tại ra tu mà đến một đoạn để chúng ta có đủ trí tuệ minh định chánh tà thôi là mọi chuyện đã khó rồi. Cái đó là lỗi ở đâu? Không thể đổ cho ai được, chúng ta không thể lấy rồi họ đổ được. Không nên đổ thừa là do cái phát khởi tầm cầu đạo lý ban đầu của mình. Đừng đổ thừa là tại sao tôi xui quá, tôi tu, tôi cứ gặp thầy tà đạo riết, nó dẫn dắt tôi đi lạc đường tà riết. Hồi đầu mình phát cái tâm gì mình mới gặp thầy đó. Nếu mà mình là cái người chánh tâm thì mình không thể kết cái đường tà được. Mình nói một câu bình dân từ xưa giờ là mở cửa hướng nào là gió hướng đó thổi vào mà. Cho nên chúng ta còn nhiều cái tà, cho nên chúng ta sẽ kết với thầy tà, với bạn tà, không bao giờ có chánh kiến được. Cho nên khi mà chúng ta đã phát tâm đúng với chánh pháp rồi, phát nguyện đúng với chánh pháp rồi, và có cái kiến thức đúng đắn chân chánh rồi, thì cái việc cầu đạo và học đạo của chúng ta mới hy vọng là có những cái bước tiến một cách vững chắc và đúng đắn. Còn nếu không khó lắm. Bây giờ mình là cái người mà có đủ kiến thức rồi á, cái duyên của mình với cái chánh pháp rất là nhiều, dục mình vô cái môi trường tà, mình sống trong đó nhưng mình vẫn tu theo chánh hả? Ngồi rồi đó, không biết ai có rớt vào trường hợp đó không. Chứ bây giờ mình cũng sẵn sàng nha, họ mở đạo tràng họ tu, mình sẵn sàng vô đó mình ngồi thiền. Nó trở nó không dạy gì, không dạy thì mình dưới này mình cũng tu đúng chánh pháp à. Cách nào mình tu khác hơn được, tại vì chánh pháp đối với mình nó là một cái gì tối quan trọng, và rõ ràng mình sống đời sống của mình nó phù hợp chánh pháp rồi, thì mình bị bắt buộc ở trong môi trường đó đi nữa, mình cũng phải vận dụng chánh pháp để mình sống được. Nhưng mà chúng ta không có đủ cái lực này. Xã hội quá hỗn tạp, tăng đoàn thì quá sang tạp, giáo pháp của Đức Phật bây giờ cũng vậy. Chúng ta cũng học đạo nhiều không? Chúng ta cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc này. Bởi vì nói cái chuyện sang tạp là chúng ta có thể nói hết một cái đời mình chưa hết chuyện sang tạp ở trong giáo pháp của Đức Phật. Nhiều lắm, rất là nhiều. Thật ra cái duyên của chúng ta nếu được, phải nói là đủ cái duyên lành, chúng ta gặp được chánh pháp, gặp minh sư, đó là một cái duyên rất lớn. Tại trong cái cuộc sanh tử tiếp nối của mình không có đơn giản như bây giờ mình nghĩ đâu. Mình nghĩ là mình có thể chọn lựa được. Trong đời này á, nó có những cái điều mà chúng ta đã chọn lựa rồi, nhưng mà chúng ta làm cũng đâu có được đâu, đúng không?
Có những cái chúng ta cũng chọn lựa. Thực sự là mình đã quyết tâm, mình đã chọn lựa đúng con đường rồi. Nhưng mà đi, mình ví dụ đi, bữa ngày nay là cái công việc chúng ta rất là nhiều, với cái việc của xã hội, của gia đình này nọ kia đủ thứ. Nhưng mà chúng ta chọn lựa để mà ngồi trọn trong ngày hôm nay rất là yên ổn, thanh tịnh để chúng ta học pháp thôi. Đó cũng là một sự chọn lựa, một sự phấn đấu thực sự, chúng ta mới có một ngày ngồi yên ở đây. Còn cái cuộc sinh tử nó không có đơn giản như là chúng ta chọn lựa. Nếu như bây giờ chúng ta là cái người mà cái thiện duyên kém, để ngày hôm nay mình suy nghĩ mình cũng vẫn đi nghe pháp, nhưng mà sáng hôm nay lại có một cú điện thoại vì cái chuyện gia đình thế này thế kia thế nọ, là chúng ta cũng cuốn gói, chúng ta không thể đi nghe pháp được. Chuẩn bị hết rồi nhưng mà tới sáng lại có chuyện. Tại ra đó là cái duyên của mình không phải đơn giản. Cái duyên để mà mình có thể học trọn, tu trọn theo cái dòng pháp của Như Lai là một cái gì đó rất khó, rất khó tạo dựng cho chúng ta. Do đó chúng ta phải biết cách để chúng ta chắc chiêu từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, trong những cái khoảnh khắc mà chúng ta đủ điều kiện. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta quá đủ điều kiện để chúng ta được sống một ngày trong chùa, nhưng mà mấy ai biết chắc chiêu trọn vẹn hết một ngày cho cái đời sống đạo lý ngày hôm nay? Hỏi thiệt á, có mấy người đưa tay lên coi. Không có, chúng ta cũng dư thừa lắm. Chúng ta tập trung bây giờ nói tới một buổi nghe giảng thôi, chúng ta chưa hẳn đã tập trung một cách trọn vẹn. Như vậy là không thể đổi thừa người khác được. Sở dĩ chúng ta bị theo thầy tà, theo cái bạn tà là do mình, do mình. Thật ra khi mà bây giờ trở lại với chính mình, trách nhiệm là ở chính mình. Đối với đạo Phật phải nói câu đó. Tất cả chuyện hư nên của chính mình là do mình, không phải là do tác động của xã hội, của bên ngoài nữa. Không nên mang họ đổ, không, không mang họ đổ được. Vì vậy là mỗi một ngày, mỗi một giờ chúng ta đang sống ở đây, chúng ta có chắc chiêu, có vận dụng những ngày giờ chúng ta đang sống để chúng ta yên ở, để chúng ta thanh tịnh trong đạo lý không? Chúng ta phải tận dụng được những điều này, chứ đừng có đợi. Chúng ta đợi là chúng ta sai rồi. Bây giờ ngồi tại đây, chúng ta làm sao để cho mình được an lạc thanh tịnh ngay cái phút giây này, để thấy rõ ràng là đạo lý nó đang lộ ra nơi tâm của mình thực sự. Tâm mình đang rất là an lạc, rất là thanh tịnh, để chúng ta tiếp nhận đạo lý an lạc thanh tịnh từ chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền. Ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại này, chúng ta phải làm được cái điều đó cho chính mình. Chứ trời chừng nào trời chứng thánh mới được an lạc thanh tịnh ha. Thật ra đối với đạo Phật nó rất là thực tế, và phải nói là rất là thực dụng. Người biết tu thì luôn luôn đặt mình ở vị trí an bình, luôn luôn đặt vị trí bình an cho chính bản thân mình trong từng khoảnh khắc một trong đời sống này. Để ngồi tại đây là chúng ta bình an ngay tại đây, không nói chuyện khác. Đứng dậy là bình an trong cái lúc đứng, đi là bình an trong lúc đi. Chúng ta phải giữ được cái sự an lạc thanh tịnh của mình từng khoảnh khắc như vậy. Còn cái chuyện xã hội là nghiệp duyên của họ, chúng ta cũng không rảnh để mà hướng tâm ra bên xã hội nhiều. Thấy biết thì đương nhiên là chúng ta sẽ biết bề mặt bề trái của xã hội hết, chứ không phải là chúng ta không thấy. Người tu đạo Phật phải có đầy đủ trí tuệ để biện biệt được đúng sai, chánh tà hay dở phải trái rồi. Nhưng cái chuyện đó thấy là thấy, chứ không phải vì cái chuyện thị phi, không, chúng ta không cần. Nhiều thị phi quá thì nhiều vọng tưởng thôi, chứ không ít gì. Nó còn riêng với chính mình phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, là mình phải chịu trách nhiệm về sự bất an của mình trong khoảnh khắc này. Tại sao mình phải bất an? Tại vì mình không có chịu học đạo chân chánh, mình không có nghe được cái lời chánh pháp, mình không có thực hiện những cái điều Đức Phật dạy trong cái đời sống đời thường, để chúng ta lìa thoát những cái chuyện lỉnh kỉnh, lăng tăng lung tung lộn xộn trong đời sống của chính mình, để mình ổn định được mình trong cái khoảnh khắc này. Mình sống trong cái khoảnh khắc yên ổn thanh tịnh cho bản thân của chính mình ngay tại đây. Đó lỗi tại mình, chứ đừng có đổ thừa. Dù là trong tăng đoàn rất là sang tạp, họ làm việc của họ nhưng mình làm việc của mình. Nếu ở trong tăng đoàn có một người mà nói là tôi quyết tu mà cái tăng đoàn này nó lộn xộn quá, tôi tu không được, xin thưa là mình là cái người có lỗi. Nên Lục Tổ Huệ Năng nói sao? Nếu mà đừng có nhìn người khác có lỗi hay không lỗi, khi một lần mà mình thấy người khác có lỗi là cái lỗi đó nó sanh ra từ tâm của mình rồi. Thì vậy là mình là người có lỗi, mình mới thấy người khác có lỗi.
có lỗi cho chính mình, tạo một sự bất an cho bản thân mình ngay cái khoảnh khắc mình hướng ngoại. Vừa hướng ngoại là đã có lỗi với tự tâm rồi đó. Cho nên nếu mà muốn khóa đi cái sự sân tạp này, đương nhiên là sân tạp nó có, xã hội này thì muôn mặt, không? Mỗi người cái mặt thì mỗi người một cái nghiệp, không ai giống ai, mỗi người có một cách tu của họ, mỗi người có một cách sống với đúng cái họ, phù hợp với cái nghiệp dĩ của chính họ. Thì mình cũng vậy. Bây giờ nếu mình nói mình là cái người chánh pháp thì thể hiện cái chánh pháp trong đời sống hiện tại của chính bản thân mình đi. Mình giữ được mình đúng với chánh pháp ngay cái khoảnh khắc này đi, để rồi khoảnh khắc kế tiếp mình sẽ là cái người sống đúng với chánh pháp, phù hợp với chánh pháp, để rồi mình luôn luôn lộ ra cái sự bình yên cho chính bản thân mình. Đó là khoảnh khắc kế chúng ta cũng an ổn, chúng ta cũng thanh tịnh, chúng ta cũng an lạc. Và những cái khoảnh khắc còn lại trong cuộc đời chúng ta phải để mình sống trong cái khoảnh khắc an lạc thanh tịnh đó. Nó gọi là người biết tâm đạo, phải không? Biết như vậy, sống như vậy thì Đức Phật gọi đây là Bà La Môn. Còn nếu mà chúng ta không biết cách sống này, chúng ta cứ tìm cái gì đó ở đâu á, là tìm không được, chúng ta đổ thừa. Thì không phải người đó, không phải là cái người mà được Đức Phật khen tặng ở đây. Cho nên khi mà chúng ta là cái người mà có một cái chút, cứ gọi là cái thiện duyên, có được cái tâm nguyện đi tầm cầu chánh pháp, tầm cầu minh sư, thì chúng ta phải vận dụng tất cả những cái thiện duyên đó. Dù thiện duyên rất nhỏ nhưng chúng ta cũng phải biết cách để nuôi nấng nó. Ví dụ như bây giờ bữa nay chúng ta không phải là cái người phát tâm đi chùa để nghe pháp, nhưng mà do chị bạn có một chiếc xe trống rủ mình đi thôi. Nói cho mình không có thích đi đây, cực chẳng đã, bất đắc dĩ gì gì đó mình có mặt ở đây. Nhưng mà nếu mình là cái người biết vận dụng cái thiện duyên này, được đi chùa lò coi như thiện duyên của mình, thì vậy là trong những cái phút giây mình được sống trong cái môi trường yên ổn thanh tịnh của Tam Bảo, thì mình làm sao để cho mình được yên ổn thanh tịnh với chính mình cái đã. Còn cái chuyện chùa chiền thì cái chuyện chùa chiền, cái chuyện sinh hoạt cộng đồng là chuyện sinh hoạt cộng đồng. Nhưng nếu mỗi người trong chúng ta ở đây biết gìn giữ mình trong cái an lạc thanh tịnh, thì cả một cái môi trường sống này nó sẽ biến thành một cái cảnh giới đạo lý liền, đúng không? Cảnh giới an ổn, an lạc, cảnh giới cực lạc hiện ra liền. Thật ra mọi người mà sống dù là xuất gia hay tại gia, chúng ta phải tập để cho mình lìa ái nhiễm trong những khoảnh khắc tu tập của chính mình, và phải vận dụng những khoảnh khắc lìa dính nhiễm đó của cuộc sống chúng ta để mình gìn giữ và mình nuôi lớn, mình mở rộng. Ví dụ như bây giờ cả ngày hôm nay mình vận dụng dữ lắm đi, mình mới có được 1-2 phút giây an ổn, thì chụp lấy liền phút giây an ổn đó. Những phút giây mà mình thật sự lắng tâm để mình không dính đầu này, mình không dính đầu kia, mình không vướng quá khứ, không vướng vị lai, mình không có chấp mắc điều gì, mình không có phiền muộn ai trong khoảnh khắc này, mình rất là an ổn, thì phải nên thấy cái này làm của báo cho mình. Bắt đầu chắc chiêu những cái vốn liếng an ổn thanh tịnh đó làm đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta không nên đổi thừa, không? Đổi thừa là sai, hướng ngoại là không đúng rồi, đừng nói là đổ thừa. Đó, cho nên là cái người mà biết tu đúng nghĩa đối với đạo Phật thì chúng ta phải tự phấn đấu để giữ gìn mình trong cái chỗ yên ổn thanh tịnh thực thụ đúng như lời Đức Phật dạy. Đức Phật nói tiếp là một cái điều mà chúng ta nói đi nói lại hoài trong bản kinh Pháp Cú, là bài thứ nhất nó không có dính gì tới cái bài thứ hai. Bài thứ hai không có nói cái nghĩa cao hơn cái nghĩa thứ nhất. Cho nên là có người khi nói đây là những cái bài mà được các vị cứ lấy một chỗ này thấy hay hay để vô, lấy chỗ kia hay hay để vô, sắp theo thứ tự thôi. Chứ thật sự là ví dụ như nguyên một cái bài này mà sắp theo thứ tự thì nó không phải từ thấp tới cao. Tới bài này thì Đức Phật lại nói khác, cái bài kỳ rồi nói đạo lý vô thượng giác ngộ giải thoát rồi, thì bài này lại nói là cái khả năng tu tập của mình. Rồi tới một cái bài kế tiếp là bài 405 á, thì Đức Phật nói là bỏ đao trượng, không tự mình giết, không bảo người khác giết. Đối với tất cả hữu tình mạng yếu, người như thế gọi là Bà La Môn. Thì cái này nói về cái giới sát rồi, không? Nói về giới sát sanh. Bỏ đao trượng tức là những cái khí giới mà có thể giết chóc được, là người này phải buông ra khỏi cái tâm của mình. Chứ không phải là buông ra khỏi cái tai, buông ra khỏi cái tâm của mình. Như là tự mình giết, xúi bảo người giết, hoặc thấy người khác giết mà vui theo,
gọi là tự sát, tha sát và tùy hỷ sát. Đó là cái giới sát sanh của một cái người ban đầu theo học Phật. Thì khi mà chúng ta buông bỏ hết cái khí giới để có thể sát hại là chúng ta buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái thù hận, cái sân si của chính mình. Nếu chúng ta xả ly được, chúng ta không còn thù hận thì đương nhiên việc giết chóc sẽ không bao giờ xảy ra. Và nếu chúng ta tu tập tốt mà đến một cái giai đoạn nào đó chúng ta thấy tất cả những cái người đang sống chung quanh chúng ta là những người ơn của mình, những chúng sanh chung quanh chúng ta như hồi trước giờ mình nói đó là cha là mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, thì mình không bao giờ mà khởi cái ý niệm để mình giết cha giết mẹ mình. Thì sâu như vậy thì ít ra chúng ta mới giữ được giới sát một cách chân chính, còn nếu không khó lắm. Chúng sinh sinh đi lộn lại trong cái cõi giới mười phương này nhiều kiếp, và bản thân mình cũng vậy. Mỗi đời mình có một cha một mẹ, cha mẹ mình nuôi lớn mình trong đời này chứ biết đâu đời sau họ sẽ thành cái gì đó mình đâu biết được. Còn họ cũng có thể là một người ngồi bên cạnh mình ở một đời nào đó, họ đã từng bồng từng ẵm mình, đã từng chăm sóc mình rồi. Thì vậy là nếu mình nhìn chúng sanh bên cạnh mình là người ơn của mình thì là người mà chúng ta trân trọng, chúng ta kính quý, thì cái tâm, cái nghiệp sát nó sẽ không còn. Không, cho nên thấy một chúng sanh khác bị lâm nạn, bị này nữa kia, chúng ta xót xa giống như là chúng ta thương một cái người nhà của mình bị mất mát. Một chúng sanh nào đó bị khổ đau, chúng ta phải thương, phải quý giống như người nhà của chúng ta bị mất mát, thì cái tâm đó là chúng ta sẽ giữ được giới sát một cách trọn vẹn. Còn nếu không rất là khó giữ. Nói thật ra ở đây nếu mà người mà buông bỏ được cái đau trượng, tức là khí giới. Khí giới đó không phải bên ngoài nữa, mà khí giới là những cái gì? Những cái tâm sát hại sâu bên trong của mình. Mình tìm cái cách nào đó để tất cả những cái thù hằn, những cái oán hờn của mình được tắt rụi hết đi, thì cái nghiệp sát chúng ta nó mới hết được. Làm sao đó? Chúng ta tu đến một cái đoạn mà người ta hãm hại mình, thậm chí người ta giết mình mà cứu mình sống, mà mình nhìn thấy mặt người đó mình cười một cái niềm vui một cách trọn vẹn, mà không có gợn lăng tăng một ý niệm quán thù á, thì chừng đó là chúng ta thành công được giới sát. Nếu giữ giới sát được như vậy là giữ đúng nghĩa. Còn mà nó chọc mình nó giận sơ sơ là mình giận cả đời. Tôi hứa là cái chuyện này tôi để bụng, nó sống để bụng chết tôi mang theo là không phải rồi. Chúng ta phải biết rằng thiện căn chúng ta mỏng lắm thì mới nói câu đó. Còn nếu mà thiện căn chúng ta lớn thì dù bất kỳ tình huống nào nó không có gợn lên cái tâm hơn thua, không có. Thiện căn chúng ta lớn là chuyện này hoàn toàn không có. Dù chúng ta bị ức hiếp cỡ nào, dù chúng ta bị chèn ép cỡ nào, dù chúng ta bị hãm hại cỡ nào, gặp hoặc là chúng ta bị mưu hại để giết chết mình đi nữa, mình sâu trong lòng cái ý niệm mà phải trả thù, phải trả đũa, phải hơn thua là không còn nữa. Tìm không ra, tìm ra cũng gán làm nhưng mà tìm không ra nữa, hết rồi. Nó phải tắt hoàn toàn ở trong tâm chúng ta như vậy thì chúng ta mới giữ giới sát đúng nghĩa. Còn không bây giờ ví dụ như người ta hiếp mình, người ta mưu hại mình không chết, trở lại người đó bị tai nạn, mình nói làm sao? Đó, thấy chưa? Đáng, thấy chưa? Đụng tới tôi thế nào cũng có nạn hả? Đúng không? Gọi là cái gì? Đang tùy hỷ sát. Chúng ta tùy hỷ sát là chúng ta cũng phạm giới rồi. Thôi đừng có nghĩ mình là nhân vật quan trọng, người ta đụng tới mình là người ta sẽ ra chuyện. Mặc dù nó không phải chết người, ví dụ như họ bị tai nạn gì đó, nó nói thấy chưa? Ăn hiếp tôi thế nào cũng sẽ ra chuyện à? Rõ ràng là cái tâm quán hờn chúng ta nó còn. Mà còn như vậy là nghiệp sát rất là khó giữ. Thật ra là ở đây Đức Phật khen tặng một người là nó buông bỏ hết đau trượng từ bên ngoài cái khí giới để có thể làm mưu hại một người bình thường cho tới những cái loài hữu tình, cái mạng yếu hơn mình. Đức Phật dùng từ mạng yếu là những con vật nhỏ hơn mình mà vẫn còn có sát hại, thì xem như giới sát chúng ta không có tròn, không? Thì đó không phải là người bà la môn đúng nghĩa như Đức Phật nói. Cái giới sát này hình như là mình cũng nói nhiều không trong các đề tài khác rồi. Giữa đám người cù địch mà gây tình hữu nghị, giữa đám người hung hăng cầm gậy mà giữ được khí ôn hòa, ở giữa đám người đấm chấp mà không đấm chấp, người như thế được gọi là bà la môn. Cái này dễ làm không? Đây thực sự không phải là lý thuyết đâu. Nếu mà người có tu á,
họ luôn luôn giữ được ôn hòa. Tại vì tất cả những người mà họ đã gặp trong cuộc đời này là những cái bậc ân nhân của mình, nên đâu có phát nghĩ được cái chuyện mà phải hơn thua cù địch. Đó rồi, họ là người ân, là người thân. Không, tất cả chúng ta ở đây có bao giờ nhìn thấy người bên cạnh mình là người ân, người thân nhau chưa? Chưa, chưa thì sẽ còn oán thù, sẽ còn cù địch, sẽ còn gây hấn với nhau, sẽ còn làm đau khổ cho nhau nhiều lắm. Nói chết trong chùa mấy vị tăng ni chưa làm được điều này. Đúng không? Cái này nói thiệt á. Ai làm được điều này đưa tay lên coi thử. Không ai dám đưa tay hết. Thật ra chúng ta nói là tăng đoàn là thanh tịnh, là hòa hợp á, là nó trở thành lý thuyết rồi. Chứ một cái tăng đoàn mà thực sự ha, một người xuất gia thực sự á, là tăng của khắp nơi trên thế giới này là gì? Là cùng một họ thích mà. Là quyến thuộc. Là gọi là cái gì? Tình thân bằng thích tử nghĩa linh sơn cốt nhục. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ nhìn là linh sơn cốt nhục, thân bằng thích tử bao giờ. Tăng thôi, ni thôi, những người xuất gia thôi, chưa nói người thế gian. Thì đây là một cái điều rất là khó. Thật sự nó không phải lý thuyết đâu. Nếu chúng ta là người có tu á, sao trong lòng chúng ta thấy vậy á, làm gì thì làm, chúng ta vẫn coi trọng những người xuất gia, vẫn thương, vẫn quý, vẫn thương, vẫn quý, vẫn kính trọng bình thường. Chứ đừng có nói là việc khác. Nhưng mà ở đây Đức Phật lại nói là giữa đám người cù địch, nhưng mà chúng ta tạo được cái tình thân bằng. Một người tu sĩ mà có thể giận người khác, Đức Phật nói là tăng giận bất cách túc. Tức là người xuất gia không thể giận người khác qua đêm. Giận chín xe 10 vàng về ngủ một đêm tới sáng là phải mất. Trở thành người thân, thân bằng quyến thuộc thật sự. Nhưng mà đó là quá chậm. Ở đây là ở cái đám người cù địch, có nghĩa là họ đang hận thù mình. Đám người này đang hận thù mình, đang muốn giết mình. Nhưng mà mình tạo được cái tình hữu nghị, trở thành thân bằng quyến thuộc, là người thương của chúng ta, là việc dễ làm hay khó? Khó lắm. Cái bản ngã khó cho phép chúng ta có thể hòa thuận với một người đang ăn hiếp muốn giết mình. Vì bản ngã chúng ta lớn quá, cho nên chúng ta không thể sống hòa hợp với cái người mà đang có mối thù với chính mình. Chúng ta không làm được điều đó. Và không làm được điều đó thì phải thực sự mà nói là chúng ta không có tu. Nói thẳng thắn một câu là chúng ta không có tu. Chứ người có tu là hoàn toàn không có cù địch, không có oán hờn. Dù kiểu nào đi nữa không có nói chuyện oán hờn thù địch được. Nhưng mà có những người xuất gia rồi ở gọi là ở chung trong đạo tràng, chung trong đạo tràng đó nói là ở chung liêu, ở chung phòng có 3-4 người à, thù thì không có dám nói ra, nhưng mà trong lòng bữa nào mà đâm được chắc họ cũng đâm cái chết nó cho rồi, thấy nó đâu nó khuất mắt cho rồi. Mỗi ngày mỗi gặp mặt người này, đúng không, tối thứ điều muốn mà mình đâm không được, mình chém không được, thứ điều muốn mua dầu đốt đơn cho nó cháy cho nó chết đó. Có những người như vậy, mà là những người mà lớn nữa nha, những người mà ở chùa lâu năm nữa nha. Tôi nhìn thấy cái ánh mắt của hai cái người tỳ kheo ở chung phòng mà nó hằng học với nhau, mà từ tháng này tới tháng nọ mà nói tới nói lui rất nhiều lần mà họ cũng không bỏ qua, ngộ lắm. Đó gọi là gì? Quán tánh hội khổ, phải không? Để cho phải khổ với cái đó thôi chứ đâu còn đường nào khác. Đức Phật dạy rõ ràng là quán tánh hội khổ, thù hằn gặp mặt nhau là khổ. Đó, giờ tu để hết khổ đó thôi mà người ta tu không nổi, nói gì đạo lý giác ngồi giải thoát. Nhưng mà vẫn thể hiện ở cái bề ngoài là đạo mạo rồi này nọ nọ kia để làm qua mắt cái người mới thôi, chứ người ta ở sâu chúng tôi biết hết rồi. Nhưng mà lại có những người ở trong tăng đoàn thể hiện cái đạo mạo của mình ha. Giống như một người đạo hạnh hiền thục lắm, mà ở ông liêu 4 người hòa hợp cũng được, 4 người đâu, cuối cùng còn 2 người hòa hợp cũng không nổi luôn. Hòa hợp không nổi đó. Bây giờ là không phải là giữa cái đám người cù địch nữa, mà giữa một người cù địch thôi mà chúng ta tạo cái tình hữu nghị mà chính Đức Phật đã nói ngàn xưa cho tới bây giờ. Khi chúng ta là đã là tăng là phải hòa hợp. Mà xuất gia ở một chùa không hòa hợp là rõ ràng người đó không phải là tăng. Đó gọi là xen tạp trong tăng đoàn. Đó là những người xen tạp trong tăng đoàn.
đó gọi là trùng ăn sư tử, trùng ăn sư tử. Đó này là cái khó với cái người không có tu, nhưng mà rất là dễ với cái người có cái tâm hồn cởi mở. Ví dụ như bây giờ hôm trước có hai vị xuất gia cự với nhau, thấy chưa? Tôi hỏi bây giờ nè, thầy có xin lỗi không? Thầy kia đường không? Nó không bao giờ đó thầy. Không bao giờ, không có chuyện xin lỗi. Không bao giờ tôi xin lỗi được, nói xin lỗi ai chứ người này tôi không xin lỗi. Tại vì không thể tha thứ được ông này. Nó nói gì, chết rồi vậy, tôi gì. Không không? Cái chuyện coi như là mình phải thấy được cái lỗi của mình. Khi mình là một người tu tập mà còn sân hận, đó là cái lỗi cần phải sám hối. Nhưng mà không được. Với ai thì được, mà với ông đó là dứt khoát không tha đó. Là kể như thua rồi, đúng không? Ra là mình mặc cái áo của tu sĩ mà vẫn còn nói lên cái câu nói đó, rõ ràng là thể hiện trọn vẹn cái phàm tâm của mình, chứ không phải là cái tâm của mỗi người xuất gia. Cho nên là với cái người cù địch mà chúng ta gây tình hữu nghị là một chuyện rất là khó. Ví dụ mình xử giữa hai người hơn thua với nhau, chuyện đầu tiên là hai người bắt tay làm quà trước mặt tôi rồi nói chuyện sao. Nhưng mà không đưa tay ra bắt tay à nha. Không có đưa tay ra rồi không có dứt khoát là không bắt tay với người này. Này kêu con làm gì cũng được hết, bắt tay là con không bắt. Nói vậy thôi sao xử. Ví dụ vậy đó. Ra chúng ta mới thấy rõ ràng là những cái gọi là những cái ương bướng của nghiệp thức á, nó ghê gớm, nó không phải vừa. Nó lộ tất cả những cái hình tướng hơn thua của mỗi người thế gian thực sự. Nó không còn là quên đi, quên hẳn mình là cái người xuất gia rồi, quên mất rồi. Là cái sự mà sân hận có đôi lúc nó sẽ đốt hết tất cả những cái công đức tu tập cả đời của mình. Nhưng mà cái chuyện nó lộ tướng là cũng dễ trị. Lộ tướng là dễ trị. Bây giờ mà nó cháy ngầm ngầm á mới là cái khó. Nó giống như bây giờ hỏi thiệt chúng đi nè. Trả lời thiệt, trả lời lớn lên cho bà con nghe đi, giờ cái hòa hợp hết chưa? Ví dụ như ở chung liêu quý vị thương yêu nhau, coi nhau là tình bằng hữu hết chưa? Mấy người đưa tay lên mạnh dạng cho bà con thấy rồi mấy người. Khó lắm. Không ai dám, tại vì mình thật sự là trước tam bảo rồi nha. Mình không có làm mà mình đưa tay coi chừng á. Thú thật đi. Bây giờ nếu mà coi nhau là không có bằng hữu thì có mấy người. Không ai dám đưa nữa không? Chúng ta là chúng ta thấy rõ ràng là sự thật nó là như vậy. Mình không có dám, mình không biết là người bên cạnh mình bằng hữu hay là kẻ thù. Bây giờ cũng chưa minh định nổi nữa. Ở chung chùa nhưng mà chúng ta không có xác quyết được cái điều này. Thật ra chúng ta thấy cái việc tu tập của nó là một cái gì đó rất là dễ với những người mà sống đúng với lời Phật dạy, nhưng mà rất là khó với những người luôn theo đuổi cái nghiệp riêng của chính mình. Nghiệp riêng nó không có cho phép mình hạ mình xuống để mà xin lỗi, sám hối một huynh đệ mình lỡ lời. Mình không làm được điều đó. Mà không làm được điều đó, mình rất là cứng cỏi. Mình nói là tôi phải giữ được lập trường kiên định của tôi. Tôi đã thấy là cái người đó nó không có đúng rồi là kêu tôi xin lỗi là không bao giờ. Nhưng mà mình giữ cái lập trường kiên định có nghĩa mà là gì? Nghĩa là mình đầu hàng cái nghiệp tập của mình. Đơn giản là chúng ta đầu hàng, chúng ta chịu thua với cái nghiệp tập của chúng ta. Chứ nếu chúng ta thắng chế được nghiệp tập của mình rồi thì mình có thể quỳ gối xuống lại con kiến một cách bình thường. Mình không có cảm giác lợn cợn nơi tâm cái điều gì hết. Có nghĩa là chúng ta sẽ sống rất là mềm dịu khi ở trong chúng. Sẵn sàng hòa hợp với tất cả những ai có mặt trong môi trường đang sống của chính mình. Chúng ta có thể thương yêu, chúng ta quý mến họ một cách thật lòng. Ở đây không phải là sự gượng ép nữa, mà do mình thấy đạo lý rồi. Mình phải làm bằng mọi cách để tan biến cái bản ngã mình. Mình sẽ hòa hợp với cái đại chúng mình đang sống. Mình phải sống được thực sự như vậy mới là cái người mà được tạm gọi là người xuất gia tu hành. Chứ nếu bây giờ mình vẫn sống trong môi trường chung, mình cũng ăn chung, mình có học pháp chung, rồi mình cũng ngủ chung, mình cũng tu chung, gần như tất cả những cái chung, nhưng mà riêng hết. Mỗi người là một thế giới, thì không có bao giờ mình yên bình được. Hỏi sao tu không có kết quả này ơi. Tôi nói có tu rồi kết quả. Đơn giản là chúng ta không có tu. Chứ thực sự chúng ta là cái người có tu là mỗi ngày mỗi có biến chuyển. Cho nên đừng có trách là cái dòng pháp này nó cao hay là nó khó. Không có nên trách như vậy. Nhưng mà trách ở nơi mình là có làm thật lòng hay chưa. Chúng ta có thật lòng kể từ cái ngày mà mình đi vào đạo để mình tu tập á,
là mình bỏ, mình buông hết để mình sống chết với đạo lý chưa? Có mấy người? Thật ra chúng ta thấy một ngày, hai ngày chúng ta ở trong chùa mà chúng ta không có chuyển hóa, không có chuyển hướng, không có cải thiện, rõ ràng là chúng ta không có quyết tâm tu tập, không có quyết tâm sửa đổi mình để mình thăng hoa được tâm linh, mình cải thiện được cái tinh thần tu hành của chính mình, trở nên thuần khiết, thanh tịnh. Chúng ta không có làm. Lý thuyết thì chúng ta học không có thua ai, từ phải nói là từ cái sơ đẳng cho tới cái tối thượng là gần như cái đạo tràng chúng ta học không thiếu gì rồi. Nhưng mà nói tới cái chuyện dụng công thực lòng thì kiếm ra chưa được một người. Thật ra chúng ta mới thấy rõ ràng là nói cái chuyện sống hòa hợp thôi à, mà chúng ta hòa hợp không nổi thì nói gì khác. Sống chung mà không hòa hợp, bề ngoài thôi chứ còn sâu trong lòng không có hòa, thì đó là cái nỗi buồn không? Đó là sự xen tạp của tăng đoàn để làm cho tăng đoàn bị rã nát, nó không còn có một cái sự gắn kết. Mà tăng đoàn không gắn kết là thể hiện cái gì? Thể hiện nội tâm của mấy người này nó không có ra cái gì, nội tâm rời rã, không có tu tập. Đó là cái điều mà để chúng ta phải tự thấy lại mình. Không, nói đây không phải trách nhau, nhưng mà phải thấy được là chúng ta có tu hay không. Chúng ta có tu thì môi trường nào cũng là một cái môi trường hòa hợp thanh tịnh, nếu chúng ta là người có tu. Sống một ngày ở trong chùa là hòa hợp thanh tịnh một ngày, sống hai ngày là sẽ hòa hợp thanh tịnh hai ngày. Không có trong chúng này không có ai là người chướng mắt chướng tay với mình hết đó. Nhưng mà ở đây mấy người chướng mắt chướng tay khi chúng ta ở trong chúng khoảng tuần đã lên, mới vô chùa ít lắm, đúng không? Vì cái tâm mà thiết tha tu hành của mình vô đầu nó còn hâm nóng, tu một tuần bắt đầu nó lạnh lạnh chút rồi bắt đầu nhìn người này mà thấy ghét, nói chuyện thấy khó ưa, nói chuyện thấy khó chịu. Mà khó chịu người thứ nhất hồi, cái có người thứ hai, có người thứ ba, cái hồi riết thấy chúng này sao kỳ quá, ở chúng này tu khó quá, thấy ai cũng xấu rồi, có mình tốt à. Đến xây dựng cái nhà, cái chùa đổ trên hư không để mình ở mình vậy đó. Thật ra là cái người mà chưa phải là cù địch, nhưng mà mình lần lần với cái nghiệp của mình nó gây hấn với nhau, trở thành khó chịu với nhau trong cái đời sống tập thể. Nhưng ở đây Đức Phật nói là ở giữa những người cù địch mà chúng ta tạo được cái tình bằng hữu, phải hòa thuận, phải thương yêu, phải gắn kết với nhau trong cái đời sống này. Thật ra sống trong cái đời sống này, nếu mà chúng ta không có một cái cư xử bằng tất cả tấm lòng với nhau, không cư xử tử tế với nhau, thì chúng ta không có xứng là người thường, chứ đừng nói là người xuất gia. Người xuất gia mà không có cư xử tử tế đàng hoàng với nhau là chúng ta thuộc về cái đẳng cấp thấp rồi, chưa phải không được chiếp vào loài người. Nhiều người thực sự là họ sẽ có tấm lòng thương yêu quý kính với nhau, thực sự họ tôn trọng, họ quý kính với nhau, dù mình ở địa vị nào nhưng mà đó vẫn là con người trước mặt mình. Mà chưa nói tới cái nghiệp quả nhiều kiếp, phải không? Cái nhân quả nhiều kiếp, mình với chúng sanh nó có sự liên hệ gắn kết nữa thì chưa nói. Cho nên nếu mà chúng ta thực sự là có tu, có công phu đúng với những điều Đức Phật đã dạy, mình có học Phật đàng hoàng, phải nói như vậy. Nếu chúng ta là người học Phật chân chánh, chúng ta là người có tu tập đàng hoàng, thì tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Còn nếu một ngày nào đó mình thấy mình không có thân với ai được, không có bàn hữu với ai được, ai cũng là người mà kiếm chuyện với mình hết á, ở ông chúng làm sao tôi bị khó khăn hoài, tôi bị kiếm chuyện hoài, bị để ý riết à, nó thù tôi làm sao mà tôi nhúc nhích một cái là cũng lại nói tôi thế này thế kia đủ thứ, trong khi người ta thương, người ta muốn giúp mình, nhưng mà mình phải nhìn người ta bằng cái cặp mắt đó, mà người nhìn bằng cặp mắt đó thì trước sau cũng rời chúng. Nhưng mà chúng ta luôn là như vậy, chúng ta chưa bao giờ thấy là người ta tất cả những cái ánh mắt nhìn mình bằng cái tình bằng hữu, bằng cái sự thương yêu. Vì sâu trong lòng mình không có gieo rắc cái tình cảm đó khi chúng ta nhìn mọi người. Cho nên bây giờ mình tập ấy, không? Tập mỗi đêm lại trước Phật, xin chư Phật gia hộ cho con, kể từ bây giờ mãi mãi về sau, những cái gì mà con thấy trước mắt là con được khởi trọn vẹn cái tình thương yêu và quý kính. Những gì con nghe qua tai, con khởi trọn vẹn cái tình thương yêu và quý kính.
Làm được thì xin Phật phụ mình. Chứ tôi thấy theo cái kiểu này mà sống tiếp tục trong tập thể, tập thể rã vàng à, không hay ho gì hết. Nên đừng có nói là thấy cái chùa mà đông tăng ni là mừng, lo thì nhiều hơn là mừng. Là phải cất bê tông tốt thép cho nó đỡ bị cháy, cất nhà lá cháy hoài. Cái kiểu sống mà người này gốc người kia, gốc người này ý, người kia ý, là trước sau cũng có chuyện, mà chuyện sẽ ra hoài. Nên là nếu mà chúng ta là người tu tốt thì cái tình mà cái tinh thần hòa hợp chúng á, tăng không hòa hợp thì không phải là tăng, mình không đứng đúng vị trí tăng. Cho nên bây giờ hy vọng là những người xuất gia đứng đúng vị trí của người xuất gia, đầu tiên là phải hòa hợp, và kế đó là phải thanh tịnh. Hai cái đó phải có ra với một người xuất gia. Nếu đời sống mà chúng ta đang sống trong tăng đoàn không hòa hợp, không thanh tịnh thì chúng ta không tự nhận mình là người xuất gia. Mặc dù là hình tướng là người xuất gia nhưng mà tâm chúng ta không phải. Chúng ta không phải là người tu. Chúng ta vì cái gì chúng ta vô chùa bị cạo tóc ở hôm nay? Thì chắc vì cái gì đó thì không biết, vì cái bổn phận sự trách nhiệm vụ gì đó không biết. Chứ không phải là người xuất gia tu hành. Bây giờ phải coi lại đi, tâm mình có thể hòa hợp gắn kết được với người huynh đệ chung quanh chưa? Hết tất cả những cái vị mà đang sống chung với mình có hòa hợp thật sự với nhau chưa? Có gắn kết thật sự, có thương quý nhau thật sự chưa? Có coi vị đó là tăng chưa? Có gìn giữ sự thanh tịnh chung của tăng đoàn chưa? Tất cả những điều này không có thì chúng ta không phải là một vị tăng. Nhớ đám người hung hăng cầm gậy mà mình giữ được cái ôn hòa này cũng khó lắm mà. Thấy vậy chứ khó tu lắm. Người ta mà đang lớn tiếng la ó sùm lên, chửi mắng mình rồi lên rồi mình nói chuyện ôn hòa dễ không? Khó lắm. Này phải tu giỏi lắm mới làm được. Tu lơ mơ thì mình một hai tiếng đầu nói anh cũng thông cảm, nên anh nói chuyện nhẹ nhẹ dùm tôi một chút đi, chuyện này nó không đáng để mình la ó ông sùm. Ông kia ông la tới hồi nữa cái bắt đầu cái răng mình nói chuyện mình hơi nghiến nghiến lên một chút, mình muốn la hồi nữa xin Phật cho con nghỉ tu để con tính chuyện này xong con tu tiếp, chứ bây giờ la riết để chịu đâu có nổi đâu, không khó có khả năng mà chúng ta giữ được sự ôn hòa lâu dài khi một người đứng quát nạt trước mặt mình kéo dài 5-3 phút. Có tu thiệt chứ không có, ta nói vài ba câu mà nếu mà mình nói được mà dịu xuống được thì thôi cái chuyện đó là hú hồn rồi, bữa nay là mình thành công. Nhưng mà ông này ông nói dai riết, ông càm ràm riết, ông lớn tiếng riết, ông chửi rủa riết là chắc chắn là không thể giữ được, định lực bị phá vỡ. Lúc đầu thì cũng giữ được định lực không, giữ được ôn hòa được mấy giây, mấy mươi giây, kéo dài 1 phút trở lên là bắt đầu có chuyện. Thật ra là người ta mà ồn ào hung hăng mà mình giữ được cái sự ôn hòa, giữ được cái hòa khí trong tăng đoàn là khó lắm. Cho nên cái đây là cái mà rất là nhiều, phải nói là rất là nhiều vị chờ đợi. Ví dụ như trong chúng á, mỗi một lần mà họp chúng á, thì sâu trong lòng cái người lãnh đạo muốn gì, muốn là trong tăng chúng của mình, trong cái đạo tràng của mình đứng lên nói chuyện hòa hợp gắn kết, rồi nói chuyện hòa giải với nhau. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện nằm trong mơ. Chuyện thực tế là ngài đứng lên tố cáo người kia. Thì nhiều đó là chuyện thực tế. Cho nên đó là mỗi lần họp chúng rồi thưa thầy là cái này nó như vậy nè, người này nó như vậy nè, và cái cô kia đứng lên là tại cô như vậy cho nên tôi như vậy. Nó đâu có chuyện hòa hợp gắn kết, người này mà nói xấu người kia một, ngược lại là người kia phải nói xấu lại tới 10. Không có cách nào hòa hợp gắn kết đó. Chưa cần ta lớn tiếng là mình đã bắt đầu thấy ngứa ngáy rồi. Đó thì rõ ràng là chúng ta không có công phu tu hành. Nếu thật sự là chúng ta không có công phu. Chứ nếu chúng ta là những người có công phu thật, có tu tập thật, thì những cái chuyện này rất là dễ cho chính mình, đâu có dính gì đâu mà phải phiền hà. Nhưng mà chúng ta phiền hà nhiều quá cho nên chúng ta đã dính quá nhiều rồi. Chứ người ta nói qua một lời mình không dính thì không có thể nào phiền não nữa đó. Chưa cần người ta nói, người ta mới liếc mắt mình thôi mình đã cảm giác khó chịu rồi. Gai gốc ở đâu không biết rồi, tùm lum rồi, đi đâu cũng bị dướng hết. Mình một người mang đầy cái áo giáp gai, không đi đâu cũng cọ, cũng quẹt, cũng dướng, cũng mắc, cũng phiền muộn, bực bội, khó chịu, chứ không bao giờ mà chúng ta thể hiện cái sự ôn hòa. Có mấy người ở trong cái chúng đông mà mỗi lần xảy ra chuyện ồn ào chúng ta thể hiện sự ôn hòa để chúng ta giải quyết. Có mấy người thậm chí cả tới cái bữa cơm thì còn cự lộn với nhau mà. Ngồi thiền hình như cũng cự luôn nữa. Đó, ngay cả những giờ tu, giờ được gọi là giờ tu mà cũng cự nhau nữa.
thì thôi chịu rồi, này là gọi là bó tay chống cơm hết đường để cứu, hết thuốc để chữa rồi. Nó nói như vậy mà tăng ni mấy kiểu đó là hết thuốc chữa rồi, mà vậy mà cũng có thể xảy ra trong tăng chúng được á, thì đâu có còn thuốc nào để chữa, là thuốc Phật chữa không nổi là hết thuốc để chữa rồi đó. À, chúng ta mới thấy rõ ràng là cái khả năng tu tập của mình nó kém quá, cái tâm trí tu hành của chúng ta nó kém quá, luôn luôn đầu hàng nghiệp tập. Phải nói như vậy, mỗi lần mà chúng ta hơn thua là chúng ta đang đầu hàng với nghiệp tập của chính mình, chúng ta thiếu công phu tu hành. Thì chúng ta phải tự phải thấy được đó là cái lỗi, chứ đừng nghĩ là tại ổng như vậy mà tôi không nói không được, tại bả như vậy mà ăn nói như vậy mà kêu tôi đừng có cãi được sao. Nói cái đổ thừa như vậy, chứ không phải là thấy là tại vì mình cũng sân si cho nên mình kết nối với cái từ trường hơn thua đó, hai người mới có chỗ để hơn thua, chứ nếu mình không có mở cửa gió thì đâu vào hướng đó. Không, không mở cửa hơn thua là gió không thổi vô tâm mình, đóng cửa nó rồi thì hết ai kiếm đường để hơn thua với mình. Thật ra mà chúng ta vẫn còn hơn thua được, không có tạo được cái sự, không có tạo hòa khí ở trong tăng đoàn. Mà chúng ta nói mình là người tu thì thật sự là mắc cỡ lắm, gọi là mắc cỡ cái lỗ miệng á. Nếu chúng ta không tạo được hòa khí đó mà mình nói mình người tu là nói kiểu gì không biết, nói cho ai nghe, khó mà có thể tin được lắm. Cho nên nếu mà chúng ta là người tu thực sự thì cái hòa khí luôn luôn phải thể hiện trong đời sống đời thường, trong tất cả những sinh hoạt của mình. Và sâu trong lòng mình không có cái bực bội khó chịu với bất kỳ một ai trong tăng đoàn, trong tăng chúng, trong cái tập thể chúng ta đang sống, thì hy vọng là chúng ta mới giữ được ôn hòa. Cái nữa là giữa đám người đấm chấp mà mình không đấm chấp, này khó hay dễ? Không phải dễ nha. À, đây là một điều rất là khó khăn. Mình cũng buông hết cái chuyện xã hội rồi. Buông nó không có nghĩa là mình đang thịnh thời mà mình buông bỏ đâu, mà mình nắm được cho nên buông. Tại nắm được lấy gì giữ? Đối với danh lợi, đối với tiền tài, đối với tất cả mọi cái là coi như mình là người dấu không tới rồi. Nói cho tự nhiên giờ mà kêu mình ra mình làm tổng thống hay làm thủ tướng mình đâu có làm nổi đâu. Cho nên thôi buông, tôi kỳ này bầu cử tôi không đăng ký đâu. Để khả năng mình làm được cái gì mà xin đăng ký để bầu cử ứng cử đúng không? Vậy thì thôi mình buông. Thì đương nhiên là mình buông cái chuyện thế gian theo cái tình huống là chúng ta không có thể làm được. Chứ nếu mà làm được thì chưa chắc. Giờ chúng ta đang nắm cái gì ở trong lúc mà chúng ta là người tu sĩ là đang nắm cái gì? Nắm cái gì thì không biết nắm cái gì, nhưng mà thua ai là chắc chắn không bao giờ chịu thua á. Đúng không? Thật ra chúng ta bị nhiễm cái gì đó chính bản thân của mình không thấy được. Ở trong tăng đoàn, ở trong tăng chúng mà luôn luôn chúng ta bị chuyện này chuyện kia, rõ ràng là chúng ta có sự dính nhiễm gì đó. Cho nên giữa một cái tập thể, một cái xã hội đang dính nhiễm mà chúng ta thoát ly được là một cái người quyết tâm tu tập dữ lắm. Cho nên giữa đám người đấm chấp mà chúng ta không có đấm chấp. Bây giờ cái ăn uống mặc dù là nó rất là kiêng khem, rất là giản dị, nhưng chúng ta có dính mắc trong chuyện ăn uống không? Có không? Nói thiệt đi, có không? Có, chúng ta ăn mà thèm món này món kia là chắc chắn là chúng ta dính mắc. Em mà cái gì đúng với tiên sinh nói là về một miếng bánh mì khô, các bạn cũng rất là hạnh phúc khi các bạn ăn miếng bánh mì khô đó mà không hề có một cái ý niệm thèm thuồng gì khác thì các bạn là người lành mạnh rồi. Nhưng mà chúng ta là người bệnh, còn thèm có nghĩa là chúng ta còn bệnh, còn không cảm giác được từng miếng ăn là hạnh phúc cho bản thân mình là mình còn bệnh. Người mạnh khỏe ăn cái gì cũng tràn ngập hạnh phúc, dù đó là miếng bánh mì khô. Người mạnh khỏe ở bất kỳ môi trường nào người ta cũng cảm giác là tràn đầy cái sự bình yên, là người mạnh khỏe. Còn ở đâu mà chúng ta cảm giác bất an, còn lo lắng, còn phập phồng, còn sợ hãi, có nghĩa là chúng ta đang vướng mắc một cái gì đó, thì mình chính bản thân mình không thấy cái sự vướng mắc này. Nhưng mà buông ra mình thoát không được. Cái chuyện dính đầu tiên là chúng ta dính cái gì? Dính với cái thân này. Thấy chưa? Thân này mà ăn không ngon, ngủ không yên, sinh hoạt mà không có phù hợp với mình là mình khó chịu. Đó là một sự đấm chấp à. Nhưng mình đâu có hay cái chuyện này đâu. Có bao giờ mình ăn không có ngon miệng mà mình cảm giác vui vẻ, hạnh phúc không? Có mấy người kiếm không ra đúng không? Thế gian này kiếm không ra mấy người như vậy đâu. Thì rõ ràng là chúng ta đang đấm chấp cái thân này.
Chúng ta muốn được cái thân này nó phải được một cái gì đó nó thuận lợi, nó vừa ý, nó cái gì đó theo cái chuẩn của mình đặt ra. Bây giờ nó không được đúng với cái chuẩn của mình, không được đúng với cái chuẩn của mình, không phải là người ta làm dở, nhưng mà tại vì cái phước của mình không thể hưởng cái ngon hơn được. Tại sao mình không thấy cái này? Đổ thừa bữa nay đi khố nấu dở quá, tại mình không đủ cái phước. Cái phước mình nó đủ để mình thưởng thức món ngon là tri khố, hoặc dầu nấu rất là dở nhưng mà nay do cái phước của mình cho nên tri khố tự động nấu ngon à. Ngộ vậy nha. Còn cái phước của mình là phải ăn cái đồ mặn lè. Tri khố là người cao thủ nấu ăn, bữa nay không bỏ một muỗng rồi mà không quên không bằng thêm muỗng muối nữa để mình ăn mặn. Đừng đổ thừa là tri khố nấu dở, mà tại cái phước của mình nó phải chiêu cảm cái chuyện này. Chúng ta phải hiểu được cái chuyện đó. Tất cả những chuyện đến trong cuộc sống chúng ta đều là do cái phước chúng ta chiêu. Chúng ta muốn điều đó đến nó mới đến, chứ chúng ta không muốn nó không đến đâu. Đừng nói là tôi cũng tránh né lắm, tôi cũng cầu Phật cho những cái chuyện này đừng có xảy ra mà sao nó tới hoài. Không phải trong đời này. Cái điều mà mình muốn đến với mình trong đời này không phải là trong đời này mình muốn, mà mình muốn nhiều đời rồi. Cho nên mình sắp xếp những cái chuyện đó trong nhân quả là đời này mình phải gặp. Không, mình chiêu nó từ lâu rồi, tại nó không có tới, nó tới chậm, bây giờ nó mới tới. Đi xe bị trục trặc cho nên tới chậm, đời này nó mới lộ ra. Đời ra là đời này chúng ta mới gặp những cái chuyện bất trắc đó. Tôi đâu có muốn đâu, cả đời tôi sống hiền hòa, tôi cũng muốn tu để sống được yên ổn thanh tịnh, mà chuyện rắc rối xảy ra hoài. Trời không thương này, Phật không thương, coi cũng sám hối nghiệp chướng tôi ghê gớm lắm, mà chuyện xấu nó vẫn xảy ra hoài. Có phải là mình không muốn không? Tại vì mình đổ thừa cho mình nói mình không muốn cái chuyện rồi mình chiêu. Không chiêu nó không tới, không mở cửa không ai vào được nhà mình đó đó. Ra tâm mình mà kết nối được với những cái phiền muộn á, là rõ ràng là chúng ta đã mở cửa từ lâu rồi, chúng ta mời mọc từ lâu rồi. Nhưng bây giờ nó mới lục tục nó tới mình thôi, theo thư mời mà tới. Phải nói như vậy. Tất cả những cái điều mà khó khăn mà rắc rối xảy ra trong cuộc sống này của chính mình, những phiền não mà nó bò tới mình là nó theo thư mời của mình mà nó tới. Tới theo thư mời, chứ người ta đâu có rảnh người ta tới để gây phiền hà với mình. Không ai rảnh hết trơn á, thật sự là không ai rảnh hết á. Nhưng mà sẽ dễ mà bị dướng vô cái chuyện phiền muộn này là họ theo thư mời của mình đó. Mình mời mình ký tên lâu lắm rồi mình quên, nó tới cái mình giật mình nói tại sao phải tới tôi hoài, tại vì anh mời. Nó không trả lời như vậy nhưng mà rõ ràng là không mời, không ai tới. Nên là chúng ta nếu bây giờ chúng ta đóng cái cửa hơn thua, phải không? Đóng cái cửa đấm trước của mình lại, thì hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ mất đi cái sự vướng mắc đấm trước ở nơi tự tâm của mình, để mình có một cái đời sống an lạc thực sự. Chứ bây giờ đối với thân tâm này, chúng ta là một người đang bị đấm trước, đang bị vướng mắc thực sự rồi. Chúng ta là người giếng dướng gỡ không ra. Tháo chúng tôi thấy là nhiều người cũng dùng dãy ghê gớm lắm, nhưng mà họ dãy là họ buông cái này, nghĩ là buông rồi buông luôn, nhưng mà buông ở thằng tước quay lại nắm sau lưng. Chứ buông thiệt là nó rớt mất rồi. Có nhiều người nói thầy ơi, con không biết làm sao mà con vượt qua chuyện tình cảm không nổi thầy. Tôi nói có muốn vượt đâu qua. muốn vượt là nó đâu có dính, nhưng mà sâu trong lòng mình không muốn vượt, cho nên muốn buông cái quay tới quay lui chính lại à. Rõ ràng là mình không muốn vuột tay, mình không muốn vuột tay cho nên nó còn dính lại. Tất cả mọi cái trong cuộc sống này luôn là như vậy, nhưng mà người ta cứ nghĩ là tôi phấn đấu để tôi từ bỏ cái này ghê gớm đó nha. Tôi phấn đấu để tôi từ bỏ cái sự vướng mắc này, tôi muốn chạy trốn mà tôi muốn tránh né, tôi muốn này muốn kia, nhưng mà thật sự là từ buổi đầu chúng ta đã dính rồi. Chúng ta thấy được cái gốc chúng ta đã dính ngay từ đầu. Thì cái sự vướng mắc đó mình không thấy được. Mình chạy ở ngoài nó chỉ là hình thức, nhưng mà sâu trong lòng là cái sự vướng mắc đấm trước. Cho nên đây là một điều rất là khó. Từ cái chỗ mà vướng mắc đấm trước cái thân này, cho nên chung quanh tất cả những nhu cầu liên quan tới thân xác, liên quan tới đời sống cá nhân là một sự vướng mắc, là hình thức thể hiện sự vướng mắc. Chúng ta phải thấy như vậy. Ra tất cả chúng ta đều phải quay lại để thấy rõ ràng cái sâu, cái tiềm ẩn sâu xa nhất trong cái đời sống của chúng ta là chúng ta đã bắt đầu vướng mắc thân tâm này từ lâu lắm rồi. Quá sâu đi, cái gốc này sâu quá, đào không nổi, bới không ra, bứt không được.
Thì từ cái chỗ vướng mắc đó mà làm cho đời sống xã hội chúng ta tràn ngập cái sự vướng mắc lỉnh kỉnh, những cái đeo đẳng chung quanh này nọ nơi kia, để chúng ta bị đấm trước về tiền tài, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ là những cái gọi là cái gì, những cái đeo đẳng ở bên ngoài. Chúng ta phải thấy được cái chiều sâu này. Muốn phá vỡ cái sự vướng mắc này, chính chúng ta phải thấy được cái chiều sâu này. Chúng ta vì cái bản ngã của mình, vì lầm lẫn chấp trước cái ngã của mình. Phải nói là chấp trước là lầm lẫn rồi. Thấy mình có ngã là một sự lầm lẫn rồi. Bây giờ thấy cái ngã để là chấp trước cái ngã này, để là tất cả những cái liên quan tới cái đời sống này nó phải đi theo cái chiều mà mình muốn, chiều mình định hình, tức là theo cái chiều nghiệp tập. Chúng ta đã chuẩn bị cho ta phải gặp cái này, chuẩn bị cho mình phải gặp cái kia, chuẩn bị mình phải được cái nọ, tức là tất cả những chuẩn bị của nghiệp tập gây dựng nên cái đời sống hiện tại của chính mình. Cho nên cái sự chuẩn bị quá nhiều kiếp đời này nó mới thành hình con người mình như vậy. Mình không thể trách ai được. Nếu chúng ta chín chắn một chút mà chúng ta không thể trách người khác đâu. Thành ra cái sự đắm chấp này thực sự là chúng ta đã bị vướng, bị chấp, chúng ta không có tháo được. Nếu một ngày nào đó một đời sống chúng ta rất là tự do, tự tại, chúng ta đi đứng tự do, tự tại, không có chuyện gì để chúng ta có thể vướng động lại được, để gây được cái sự phiền hà, bất an với thân tâm của mình trong đời sống này. Đó là một cái việc mà ở đây Đức Phật nói là chúng ta thoát khỏi cái sự bám chấp thân tâm và cảnh giới, chúng ta đã có cách để chúng ta thoát ra. Còn bây giờ mình thấy mình tháo không nổi là do mình không thấy cái cội gốc vướng mắc của chính mình. Cho nên nhiều khi mình nói mình tu tập giải thoát, mình không thấy mình vướng cái gì. Mình phải thấy sâu cái gốc là mình vướng cái gì, để mình tháo đúng cái gốc đó, tháo đúng cái gút đó thì chúng ta mới ra. Cho nên cái chuyện mà chúng ta không có thể tháo nổi cái rút của tình cảm, cái rút của tình ái, là chúng ta phải coi lại là mình đang tháo không đúng chỗ. Chúng ta phá không đúng chỗ, đập không đúng nơi. Nếu mà gõ đúng rồi thì cái gì nó cũng ra, không? Rõ mà không đúng rồi là đập dù có bể đi nữa nó cũng không ra được. Nó có một cái chốt nào ở đâu đó mà chúng ta không thấy. Thật ra là có khi phấn đấu cả một cái đời của mình mà mình tháo gỡ mình ra khỏi cái phiền muộn, nó là một cái gì đó khó khăn ghê gớm. Nhưng mà người ta biết rồi, ta sống rất là an nhàn mà không bị vướng bận. Hai cái này là khác nhau hoàn toàn. Nên thấy đúng là tự nó khai phóng mình. Thật ra trong cái lúc mà chúng ta muốn tháo gỡ cái vướng mắc gì đó mà chúng ta tháo gỡ không nổi, có nghĩa là chúng ta chưa thấy đúng vấn đề. Thấy không đúng, thấy không đúng thì dù có làm cái gì nữa nó cũng vướng hết đó. Ở đây là đòi hỏi một cái trí tuệ chúng ta phải hết sức là sắc sảo, tinh anh, để chúng ta nhận diện rõ được cái chiều sâu của cái sự vướng mắc ngã chấp của chính mình. Thật ra chúng ta có tháo đi nữa nó cũng có khó khăn. Thấy đúng rồi là mọi chuyện nó sẽ bùng vỡ, còn thấy không đúng thì chúng ta bị vướng lại. Cho nên ở đây nếu mà người nào có một cái đời sống mà tự do, tự tại, không đắm chấp, thì người đó được Đức Phật khen là một vị Bà La Môn chân chánh. Còn nếu mà chúng ta không có tháo gỡ được, mà thực tế trong cái việc tu hành, nói mà nói trở lại cái sự thật hoài chúng ta nghe nó cũng buồn đúng không? Nhưng bây giờ hỏi thiệt là chúng ta thoát được cái gì trong đời sống đời thường? Chúng ta tu lâu lắm rồi, bây giờ mình thoát được cái gì? Nói một câu nghe thử. Nói một câu nghe thử chúng ta thoát cái gì? Về tiền, về tình, về danh, về lợi, về thân, về tâm, về cảnh giới, chúng ta thoát được cái gì? Đó, chúng ta phải thực tế nhìn lại điều này. Nếu là người có tu, mỗi một ngày qua chúng ta phải thực tế nhìn lại mình thoát được cái gì rồi. Mình đang gieo mầm để vướng mắc hay là mình đang bị vướng mắc? Chúng ta phải thấy. Tỉnh táo một chút là vừa có một cái tác nhân để dính mắc mới là chúng ta phải thấy ra, nếu là chúng ta là người thật sự sâu sắc với chính mình. Còn cái người mà không có đủ trí tuệ để soi lại mình thì cái chuyện vướng mắc họ không hay. Tới hồi mà gỡ không nổi rồi mới bắt đầu khóc lên nữa, tại sao mà tôi phải khổ như vậy, ngày xưa phải chi tôi đừng có vậy, cho nên bây giờ tôi phải khổ như vậy. Rõ ràng là mình không có trí tuệ để mình thấy được cái chuyện của mình. Mà hồi trước mình luôn nói với nhau là gì? Có sai lầm mới dẫn tới cái khổ đau. Đúng không? Cho nên nếu mà chúng ta bị khổ đau với một cái việc gì đó là chúng ta đã sai lầm lâu lắm rồi, nó mới trổ cái quả khổ đau. Trồng cái nhân sai trái để trổ cái quả khổ đau. Nói một cách rõ ràng như vậy.
Cho nên chúng ta đối diện với cái đời sống này mà chúng ta bị khổ cái gì đó, tức là chúng ta đã trồng cái nhân sai trái đoạn nào thì mình không biết. Mình rõ ràng là mình không thấy mình gieo nhân, mình thấy cái quả nó hiện tướng thôi, cái nhân thì mình không thấy. Ngồi nghiệm sâu xa chúng ta đã có cái sự sai trái trong cái việc làm đó. Trong tất cả các việc làm đều có cái sự sai trái. Ví dụ như bây giờ đứa trẻ nó học, nó thi rớt, nó ngồi đó nó khóc. Tại sao ạ? Tại sao thi rớt rồi mình ta đậu trên có mình rớt à? Là biến học, không chịu học. Nói vậy, chúng ta học, chúng ta không tập trung, chúng ta làm biến, không học bài. Thì lấy gì để chúng ta thi đậu? Tại sao chúng ta bị vướng mắc khổ đau? Vì chúng ta không có chịu tu, chúng ta không có tháo mở cái sự vướng mắc ngay từ buổi đầu. Để khi mà vướng là lùng tung lúng túng, gỡ không ra rồi kêu trời, trời cứu không kịp. Lúc đó ngồi ôm gối khóc. Nó tại sao phải gieo rắc cái khổ đau cho tôi sống hồi xưa tự do, tự tại, tự nhiên mà từ cái ngày mà ông xuất hiện cho tới giờ phút này là làm tôi phải khổ sở. Có không? Có ai khóc kiểu đó không? Có nhiều lắm rồi đó, tôi thấy nãy giờ mấy người rồi. Phải chi ông đừng có tranh ra, có mặt tôi đừng có mặt ông, lấy gì tôi khổ, đổ thừa cái kiểu đó đó. Mà có nhiều người nói cái câu đó lắm rồi nha. Nó tại sao xuất hiện trong cuộc đời tôi để làm gì đó cho giờ này tôi phải khổ sở. Cái đấm mắt ngay ban đầu mình không thấy, tức là cái mầm mà vướng mắt là chúng ta đã gieo từ lâu rồi. Cho nên khi mà nó trổ quả vướng mắt rồi, chúng ta cảm giác là mình lùng tung lúng túng, mình ra không được, là nó trở thành cây cổ thụ rồi. Vì vậy mà cái người tu là khéo diệt từ cái mầm vướng mắt. Chúng ta phải thấy rõ những cái ý niệm mà nhớ cái chuyện quá khứ của mình là gì, là những cái kỷ niệm, không, những cái kỷ niệm mà nó ngọt ngào, những cái kỷ niệm mà mình cảm giác là mỗi lần mình nhớ tới những cái kỷ niệm đó là mình nó cảm giác có một cái gì đó nó hạnh phúc gì đó đó. Thì nó mỗi một lúc mà chúng ta nhớ kỷ niệm hạnh phúc là mỗi một lúc chúng ta gieo thêm cái mầm vướng mắc mới của chính mình. Mình phải thấy được điều này. Nhớ tới chuyện quá khứ mình cảm giác vui, nhớ tới cái câu này mình cảm giác vui, nhớ tới cái lời kia mình cảm giác thích, ví dụ vậy. Thì tất cả những cái đó là những cái mầm vướng mắc của chính mình, chứ mình đâu có thấy là cái gì đó cây ngọt ủa gì đó, cái hạt đó thì ngọt mà trổ quả đắng đâu. Khi nào mà chúng ta nhận ra được điều đó, chúng ta mới thoát khỏi cái sự vướng mắc. Nhân thì nó ngọt ngào nhưng mà trổ cái quả đắng ngát à. Chua lè khó nuốt, tới hồi nó trổ quả nuốt không nổi, nuốt không trôi. Rõ ràng là chúng ta đắm mắt cái kiểu gì á. Cho nên nếu mà cái người tu đạo Phật có trí tuệ rồi là người ta sẽ thấy được ngay từ cái buổi đầu chúng ta bắt đầu đắm trước, gieo cái nhân vướng mắc nào đó chúng ta phải thấy ra, để chúng ta tránh đi cái sự sai lầm trong cái sự đắm chấp trong cái đời sống đời thường của chính mình, thì mình mới có thể sống tự tại tự do được. Với chúng ta ở đây là ai cũng lớn tuổi hết rồi, phải không? Sự vướng mắc là một cái gì đó gây cái khó khăn trong đời sống tự do của chính mình, cản trở những cái ngày giờ sống tự do tự tại của chính mình. Dù là chúng ta dính mắc cái gì, dính mắc là chắc chắn là phiền muộn sẽ đi theo đó và lôi theo lục tục là nguyên một cái rờ mọt phía sau, giống như là cái toa xe lửa mà kéo mấy chục cái toa tàu phía sau. Nếu chúng ta dính mắc là cái móc này, cái nó móc cái kia, cái nó móc cái nọ, nó móc lòng thòng lẫn thở luôn. Đã dính mắc rồi là kể như là nguyên một nùi, chứ không phải dính một trái nữa. Nó dính mắc người đó thì bạn bè người đó, rồi cha mẹ người đó, rồi dòng họ người đó, ôi xa tay, nguyên một nùi, nguyên một cái xà rong ở phía sau. Cho nên là mình phải cư xử thế này thế kia thế nọ, làm sao cho nó vừa phải, làm sao cho nó đúng, làm sao cho nó tốt hết đời mình luôn. Bất kể một sự vướng mắc nào cũng vậy, chúng ta phải biết được cái sự vướng mắc nó là phiền muộn đi theo nó. Thấy chưa? Cái nhân mà đắm trước chúng ta phải khéo léo để chúng ta phát hiện, chúng ta tháo gỡ được thì cái sự vướng mắc sẽ không xảy ra, sự đắm chấp sẽ không xảy ra. Gọi là chấp thì nó đơn giản, nhưng mà đắm có nghĩa là chìm rồi. Chúng ta chìm trong cái sự vướng mắc đó rồi là dùng dãy khó lắm. Từ trường hợp là thiện căn phước đức nhân duyên chúng ta lớn thì sao, chúng ta gặp được cái vị cao thủ có cái cách tháo gỡ cho mình, thì đó là cái khó trong đời chúng ta chưa chắc. Rất là khó để có một cái cách mà chúng ta tháo gỡ được. Cho nên là như hồi sáng mình nói á, những cái chuyện mà tình cảm mà thuộc cái dạng bề ngoài tâm thức
thuộc cái dạng bề ngoài của tưởng ấm á, thì dễ buông lắm. Cho nên ở đây á, những người tu nên lấy cái này làm kinh nghiệm, nghe chưa? Mình thấy hồi xưa mình cũng thương người đó, giờ mình quên nhẹ nhàng lắm. Cái mình tưởng mình tu ghê gớm lắm nha, tự nhiên hồi xưa tôi cũng thương quá trời, giờ tôi muốn không nhớ là tôi không nhớ à. Hay như vậy á. Thế mình nghĩ mình tu giỏi ghê gớm lắm, mà thật sự hồi xưa nó chỉ mới có chạm tới tưởng ấm thôi, nó chưa bị chấn động tới hành ấm, lấy gì mà khó khăn, đơn giản lắm. Nhưng mà bị chấn động cái hành ấm rồi á hả, là Phật Di Lặc ra đời gỡ chúng ta chưa nổi nữa. Báo cho biết trước điều này. Cho nên làm sao mà phải giữ cho tim mình đừng bị nổ tung. Bị nổ tung một lần là cả như xong rồi đó. Là đời này kiếm nọ cứ đi kiếm hoài, không bao giờ tháo gỡ ra được. À, ra những cái gieo duyên của mình trong đời sống này, nói cho nó dành trọn con tim bị chấn động với ông Phật một lần để dính với ông Phật đời này kiếp nọ là hay nhất. Nghe chưa? Còn ở chỗ khác là mình cũng thể hiện trọn vẹn cái tình người để mình sống với nhau trong cái đời sống qua lại thôi. Đừng bao giờ bị nổ tung với ai ngoài Đức Phật. Thì hy vọng là có đường thoát. Còn để mang cái tim lang thang giữa hư không này, coi chừng ta bị bắn một cái là cái như nổ rồi cái như xong. Bị chấn động cho tới hành ấm là không bao giờ tháo gỡ được. Cho nên chúng ta thấy rất là nhiều cái chuyện mà vướng mắc trong tình cảm gây tới cái sự khổ đau mà đời này qua kiếp nọ triền miên không bao giờ dừng lại được. Cái sự đắm chấp trong tình cảm rất là khó tháo gỡ là khi một người nam hoặc người nữ đã bị chấn động mà nó vượt qua cái tầng của tưởng ấm. Bị chấn động là vượt qua tầng của tưởng ấm, cho nên quên cũng được. Rất là khó, mặc dù là nếm trải rất là nhiều khổ đau đó, thề thốt rất là nhiều lần, cạo đầu ăn chay luôn nữa, ra cũng không được. Có rất là nhiều người muốn thoát khỏi cái chuyện tình cảm, cạo đầu ăn chay luôn, thậm chí là vô chùa ở luôn nữa, nhưng mà vẫn không có ra khỏi được. Rồi cái hình bóng, những cái chuyện cũ, cái kỷ niệm gì đó, nó cứ mang mởn trong lòng đời này qua đời sau đi kiếm tiếp nữa. Mặc dù đời này chúng ta không chung sống được, không có thực hiện được cái tình cảm mà mình đang có nơi lòng, nhưng mà nó được ấp ủ sâu ở trong tâm để đời khác chúng ta đi kiếm nữa, không ra được. Nếu mà bị chấn động rồi là rất là khó ra, rất là khó tháo gỡ. Mà chúng ta vẫn dễ quên, dễ tháo gỡ, mình nghĩ là mình tu giỏi là chúng ta đang sai luôn. Tại vì chúng ta mới có chạm tới tưởng ấm bề ngoài cái tâm thức, cho nên bỏ dễ lắm, không có khó. Rồi ai vượt qua được cái chuyện tình cảm trong đời sống này, đừng bao giờ tự hào là do mình không phu giỏi. Trừ trường hợp là chúng ta đã vượt qua được cái tưởng ấm rồi. Thấy chưa? Khi mà nó vượt qua tưởng ấm rồi, ngộ lắm nha. Trong lúc mà chúng ta chưa vượt qua được tưởng ấm á, chúng ta bị chấn động tới hành ấm thì gỡ không nổi. Nhưng mà khi chúng ta công phu mà vượt qua được tưởng ấm rồi là không ai động tới mình được nữa. Ở trong kinh như sáng chúng ta học nó là thiên ma không có đường mò vô mà. Cho nên cái tình phàm là khó đường để mò vô lắm. Thật ra nếu mà chúng ta phá vỡ được tưởng ấm là coi như yên ổn. Mà chưa phá vỡ được tưởng ấm thì coi chừng bị chấn động tới hành ấm cũng kỳ vậy. Cái chuyện nó rất là nghịch ngợm như vậy. Mà điều này là cái điều mà rất là sâu, mà nếu mà chúng ta có kinh nghiệm tu hành chúng ta mới thấy là rõ ràng rất đáng sợ khi chúng ta còn đang sống trong cái đời thường. Mà lỡ chúng ta bị chấn động với một cái duyên nào đó, thật sự thì bị chấn động cũng không phải dễ đâu. Nó cũng phải hội tụ rất là nhiều nhân duyên trong cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp để mình có thể bị chấn động với ai đó trong đời này. Không phải là chuyện đơn thuần mà người ta chấn động với nhau. Vậy vậy là bị vướng mắc đắm trước rất là sâu đậm, và gọi là đắm trước luôn chứ không phải vướng mắc bình thường nữa. Khó lắm, khó tháo gỡ. Cho nên ai mà được thoát khỏi sự đắm chấp, ở đây Đức Phật dùng cái từ rất là kỹ mà chấp và đắm. Chấp trước là cái gì đó bên ngoài, mà đắm nhiễm là cái gì đó nó đã ngấm quá sâu rồi nó mới chìm. Chìm đắm ở trong cái tình ái, tình cảm là cái như rồi là khó gỡ. Mà muốn chìm được vậy là bị chấn động thực sự sâu lắm. Chứ bình thường chúng ta rất là khó. Cái tình cảm mà bên ngoài, phân phớt bên ngoài, ngay cả những cái tình của cha con á, của mẹ con đi nữa, nó cũng không phải là sâu trận ở trong hành ấm đâu. Không sâu. Có những cái mối tình của người mẹ thương con rất là sâu bị chấn động, cha thương con rất là sâu chấn động, nhưng mà có những cái tình cảm của cha mẹ không có tới cái chỗ này.
mà lại là cái tình nam nữ nó lại tới, mới là cái chuyện kỳ. Nhưng có một cái điều vui á, có một điều vui là khi mà chúng ta bị chấn động á, chấn động mà theo cái chiều kích tốt, tức là chúng ta mở cửa con tim rồi thì đời sống chúng ta lại khác đi. Chúng ta không có cái sự chấp trước nhỏ nhen giống như hồi xưa nữa, là cái chuyện này là một cái chuyện hoàn toàn khác trong cái tình, gọi là tình yêu của cuộc sống này. Chúng ta mở cửa con tim thì cái đời sống chúng ta mở toan, để rồi cái đời sống chúng ta từ đó là sao dễ có thể tha thứ. Vì vậy mà trong tình cảm chúng ta không thể tha thứ, không thể san sẻ, không thể gọi là cái gì đó xóa bỏ được những cái gì xấu xa với nhau trong đời sống này, thì tình đó không phải là tình yêu chân chánh. Nó là một cái tình cảm của cái đời thường, là cái sự vướng mắc khác. Còn khi mà người ta đã bị chấn động con tim, thực sự người ta thực sự yêu, thì cả cuộc đời này, cả thế giới này sẽ là một cái màu hồng để họ yêu thương. Và họ thực sự yêu cuộc đời này rồi thì đời sống bắt đầu hạnh phúc. Họ luôn luôn mang tình yêu cho cuộc sống, cho họ không có lấy lại cho bản thân mình, thì cái tình đó nó là một cái gì khác hẳn đó. Cho nên cái nghĩa của cái yêu thì rất là hiếm người có thể hiểu được đến cái độ sâu của nó. Như đó là một cái đề tài khác. Người tu chúng ta thì gần như là phải khéo để thấy mình đó. Chúng ta dùng cái từ là khéo thấy mình trong mọi tình huống mà nó đi vào cái chuyện mà dướng mắt đó. Dướng mắt nhiều chuyện lắm, chứ không phải là một hai chuyện đâu. Nhưng mà chúng ta có tu thì chúng ta đủ cái tỉnh táo để chúng ta thấy sự vướng mắt của chính mình. Ngay cả ví dụ như mình dướng mắt với cái dòng pháp cũng là một chuyện dướng mắt. Có một cái gì đó mình thấy rồi mình không thể quên được, cái gì đó mình nghe rồi mình không thể nào mà thiếu vắng nó được. Dù là một bản nhạc, tối mà không nghe nhạc là không ngủ được. Có những người tối không mở pháp thầy là không ngủ được. Có hôm ở đây có mấy người hơi bị đông đúng không, phải mở pháp mới ngủ được. Đó cũng là một cách dướng mắt. Có cái đó không có cái đó thì chúng ta vẫn sống yên ổn, thì mới thể hiện cái sự không dướng mắt. Chúng ta phải thấy được cái điều này. Cho nên cái sự vướng mắc trong cái kiểu mà trần tục, cũng như là sự vướng mắc trong Phật pháp, nó cũng là một cái hình thức vướng mắc mà mình phải thấy ra. Mình phải thấy cho ra nó là chúng ta đang bị vướng mắc, bị đấm chấp. Thật ra là có những cái chúng ta rất là quen thuộc, mà làm cái chuyện quen thuộc đó thì chúng ta cảm giác an ổn. Nhưng đừng bao giờ để cái sự quen thuộc gây cái sự an ổn cho chúng ta, mà chúng ta phải phá nó. Chúng ta có đủ gan để phá, để có một cái kinh nghiệm là khi mình sống trong bất trắc, không phải là cái môi trường quen thuộc đó mà mình được bình an hay không, đó là cái trí tuệ của mình. Đừng bao giờ làm một chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần để mình được an ổn là sai. Luôn luôn thách thức mình trong cảnh giới mới, trong hoàn cảnh mới, trong môi trường mới, trong tình huống mới, mà chúng ta luôn luôn giữ được sự bình yên, thì bình yên đó mới là bình yên thật. Nhưng mà chúng ta có đủ cái sức để có thể thách thức mình hay không, đó là cái chuyện riêng của từng người, không? Nếu mà chúng ta là cái người thật tu thì phải luôn luôn thách thức, luôn luôn bước tới cảnh giới mới hoàn toàn. Phải để tâm mình ở một tình huống hoàn toàn mới mẻ. Và cái cảnh giới mới đó chúng ta sống được tự do tự tại, an lạc, thanh thoát, nhẹ nhàng, để thể hiện cái sự không vướng mắc của mình. Thì đó là cái người khéo, không? Cái công phu này thuộc cái dạng mà cao thủ rồi. Từ lòng tham dục, sân nhuế, kiêu mạn cho đến lòng hư ngụy đều thoát bỏ như hạt cải không dính đầu mũi kim. Tức là đối với tham dục, đối với sân nhuế, đối với kiêu mạn, đối với tất cả những sự hư ngụy của thế gian này mà chúng ta thoát được, chúng ta không bị vướng mắc. Giống như một cái mũi kim mà chúng ta bỏ hạt cải nó không có dính lại. Hạt cải mà để trên đầu mũi kim nhọn khó mà có thể dính lắm. Giống như giọt nước mà đổ lên cái lá môn nó không có động lại được. Tất cả mọi cái của thế gian này, nếu chúng ta là cái người mà có tu tập thật sự, thì chúng ta nhìn sâu vào tâm mình, chúng ta thấy chúng ta không có dính cái điều gì. Thì giống như là hạt cải để đầu cái kim, chúng ta cũng có cái muốn để làm một cái việc gì đó lợi ích cho ai, nhưng cái muốn này nó không tạo thành sự dính mắc. Chứ không phải có nhiều người muốn làm không được, khổ còn chết, không phải như vậy.
Ví dụ như họ muốn tạo một cái môi trường cho người khác tu tập, nhưng mà họ không đủ điều kiện nữa, làm trong lòng luôn luôn muốn thao thức, cái bắt đầu làm không được, cái ngồi khổ than phiền, tôi nghiệp lớn quá, tôi muốn làm việc từ thiện tôi làm không nổi, không phải như vậy. Ví dụ như mình muốn làm cái chuyện đó, thì bây giờ mình hiểu như thế nào để thể hiện mình không phải là người bị vướng mắc trong cái ham muốn này. Không phải đây là đổ thừa, nhưng mà đó là một cái sự thật. Ví dụ như bây giờ mình xây cái chùa đi, đại khái là mình xây cái chùa, thì người ta hỏi chừng nào xong để tụi con tu, thầy tôi nói là tùy phước của mấy người. Tùy phước mấy người muốn tu, vì cái tâm quyết của mấy người muốn tu tập ở cái môi trường đó mà đủ phước duyên để cái này nó thành hình sớm cho chúng ta tu sớm được ngày, đó là cái phước của mấy người đó, chứ không phải phước của thầy trụ trì. Đừng nghĩ là thầy trụ trì có phước để ông xây xong cái chùa, không phải đâu, do cái phước của mấy cái người chuẩn bị tới đây tu. Có ai đâu đó phước lớn lắm mà mới có một cái môi trường tu tập để mà sẽ thành hình được một ngôi tam bảo để cho một cái số người đó tới đây tu. Đó là cái phước của mấy người đó chứ không phải phước thầy trụ trì. Đừng có nhìn ông thầy trụ trì xây chùa là cái phước ông lớn, không phải. Phước của những người chuẩn bị tới đây tu quá lớn, cho nên thầy trụ trì phải cực khổ xây cái chùa cho người đó tu. Rồi đó là một cái sự thật. Thấy chưa? Nên là cái môi trường mà tu tập đó được thành hình đó là cái đó. Thì những cái người mà bắt đầu tới đó để tu đó là cái phước của cái người đó. Họ không cần cực khổ xây dựng gì hết trơn á. Tới hồi xong chùa cái họ về tu, họ không biết cái chùa này ở đâu. Ví dụ vậy. Thậm chí có những người nằm chiêm bao họ chưa thấy chùa Long Hương, nhưng mà khi mà xong hết rồi cái họ về họ tu à. Rõ ràng là cái phước của mấy người này đó. Tới một cái ngày giờ đó cái đợi cho ông thầy ông cất xong chùa cái về tu à. Họ cực gần chết đâu có tới đâu. Thật ra chúng ta thấy rõ ràng là xây dựng một cái gì đó mà tốt đẹp để mà mình muốn làm lợi ích cho người khác á, thì hỏi chừng nào xong trả lời là coi cái phước người đó đủ chưa đã. Nói cho nên là ví dụ như mở cái khóa tu, hỏi chừng nào thầy mở khóa tu, nó tùy cái phước của quý vị thôi. Cái duyên, cái phước, cái tâm nguyện của quý vị mà đủ là cái này nó thành hình sớm, cái mình có cái thời gian tu tập sớm à, chứ không phải phước của ông thầy. Ví dụ như bây giờ sâu trong lòng chúng tôi muốn cất cái chùa ni, rất nhiều người hỏi chừng nào thầy cất chùa ni, tôi nói tùy cái phước của mấy sư cô. Mấy sư cô tu tốt rồi, cái phước lực Long Thiên hộ pháp gần rần bắt đầu họ lo xong à. Nhưng mà tại mấy sư cô cứ cãi lộn hoài hết phước ra nó lâu, đó là sự thật. Tôi rõ ràng là tôi muốn cất chùa ni ghê gớm lắm á, muốn nhiều năm lắm rồi, nhưng mà chưa có hình thành một cái chùa ni như ý mình. Tại sao vậy? Tại vì số mấy cô chưa có đủ cái phước để ở một cái chùa như ý. Đây là một cái sự thật rồi nha. Tôi nói hơi ngược vậy chứ không phải là tôi có phước lớn tôi xây chùa lớn, mà cái phước của mấy cái ông chuẩn bị tới đây tu quá lớn. Thật ra tôi phải cực khổ ngày đêm để tôi lo chỗ cho mấy ông tới đây tu. Đó là cái phước của những người đó. Cho nên chúng ta phải nhìn rồi nghĩ là nhìn ngược lại mới nhìn ra được vấn đề, tháo cái gút nó ra. Để mình thấy là mình xây dựng không phải là do phước mình lớn, mà do cái phước của người sắp sửa tới đây tu lớn quá. Không biết là ông nào thì chưa biết, chuẩn bị chỗ ngon lành để cho mấy cái ông, mấy cái bà đó về đây tu. Có nghĩa là những cái ông, những cái bà mà sắp sửa tới đây là những người phước lớn ghê gớm lắm. Phải không? Nhưng mà phải chuẩn bị mọi cái. Giống như bây giờ là một cái buổi lễ nha, tự nhiên cái chùa này bắt đầu trang hoàng đẹp đẽ lộng lẫy lên, trải thảm từ đây ra tới cổng để làm gì? Để rước một vị hòa thượng có đức nào tới đây á, đúng không? Mình trang hoàng một buổi lễ cho đẹp để rước một người nào đó tới, thì người đó có phước lắm rồi mình mới bỏ tâm ra mình trang hoàng chứ. Nếu mà người không có phước rồi tới mình tiếp đâu cũng được, mắc mới gì phải trang hoàng cái đạo tràng. Nó chuẩn bị cho một đại lễ lớn, chúng ta trang hoàng để chi? Để đón tiếp tăng ni các bậc tôn túc tới. Cái phước của mày không lớn quá mình mới cực mình dọn dẹp đạo tràng mình rước chứ, đúng không? Cho nên mình xây dựng cái chùa mà cho thật là trang hoàng lộng lẫy là do cái phước của cái ông nào cũng chiêu á thì chưa biết. Mà không biết tới đây rồi ông tu tốt hay không thì chúng ta không biết. Nhưng mà mới nói là cái phước của người đó nó lớn để người ta có thể chuẩn bị mọi cái. Cho nên ví dụ như mình đi muốn đi tới cái nhà bạn của mình. Bạn của mình là cái người mà nó cũng đầy đủ phương tiện rồi, nó rất là, phải nói là rất là hiếu khách. Tới nhà nó chuẩn bị cơm nước đàng hoàng rồi cho khách khứa ăn. Bữa đó mình tới không có cơm ăn à. Nó không thèm nghĩ tới chuyện nấu cơm. Mình ngồi nói chuyện tới trưa, nói ủa tôi quên nấu cơm rồi, tới giờ mình đi về mất rồi.
mình không có phước để được hưởng bữa cơm đó cho nên nó quên. Còn người có phước hả, mình chuẩn bị mình nói là ba bữa nữa tôi chới nhà, bữa nay là bắt đầu nó dọn rồi đó, đúng không? Dọn nhà, dọn cửa, lo nấu nướng, mua món nào mà ngon nhất, là chuẩn bị đầu bếp giỏi nhất để đãi cái ông nó có phước quá ông tới nhà mình đó. Thật ra khi mà người ta trang hoàng cái gì đó là chuẩn bị đón rước ai đó thì chưa biết, thấy chưa? Cho nên đó là cái việc mà xây chùa chúng ta phải nhìn ngược lại. Không phải là cái người đứng ra xây họ phước lớn đâu, mà cái phước của cái người chuẩn bị tới tu này lớn lắm. Cho nên là không phải một mình ông thầy mà Phật tử chung tay góp sức, người chút, người chút, người chút vô để hoàn thành một ngôi chùa, để đón rước một người nào đó tu thật tốt tới đây. Thì cái người tu tốt, cái người phước lớn đó là sẽ tới, nhưng mà không biết tới lúc nào. Thấy chưa? Đó là cái điều mà để chúng ta thấy. Nên chúng ta phải làm sao đó tìm cái cách. Đây không phải là một cách trên cái mặt lý luận chơi, mà đó là những cái lý thuyết mà chúng ta có thể tháo mình khỏi cái sự vướng mắc bình thường. Chứ đa phần là chúng ta làm cái gì chúng ta bị dính vô cái đó hết. Nên là cái tham tâm của chúng ta mà để làm lợi ích một người khác được thành tựu thì chúng ta cho rằng là mình có phước mình mới làm thành tựu cái đó. Còn không thành tựu cái mình buồn thì cũng là một sự vướng mắc. Cho nên thành tựu cũng là cái phước chung, mà không thành tựu là cái phước chúng ta chưa đủ duyên. Mọi cái chuyện mà thành hình là luôn luôn đủ duyên. Không đủ duyên không có gì có thể thành hình cả. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Thì cái duyên đó là nó sẽ cộng duyên của một người ở đó, rồi chúng sắp sửa tới. Nói chung là một cái sự cộng duyên rất là lớn. Làm bất kể một cái chuyện gì, và nhất là cái việc xây chùa là gần như là cộng duyên của nhiều lắm. Ví dụ như bữa nay trong buổi học này đi, tất cả Phật tử chúng ta không phải là cái người đã từng đóng góp xây dựng, nhưng mà chúng ta tới đây chúng ta thấy chùa đang xây gian gian dở dở, cái mình cũng tác ý mình cầu nguyện cho chùa này mau thành tựu. Đó cũng là một cái tác duyên để cho cái việc thành tựu của cái việc xây dựng này nó nhanh hơn, ví dụ vậy. Mặc dù mình không có suy nghĩ mình cúng dường, nhưng mà chỉ tác ý là cũng cầu tam bảo gia hộ cho chùa này sớm thành tựu thôi, ví dụ vậy. Đó cũng là một cái duyên. Cho nên muốn xây dựng thành hình cái gì đó là phải cộng duyên rất là lớn, rất là nhiều người chung tay góp sức mới có thể xong được. Đừng có ai nghĩ rằng mình làm cái gì đó là cái lực, cái sức, cái phước báo riêng của mình là sai. Cho nên đó là chúng ta có mong muốn một cái việc thiện, đừng có nói là chúng ta mong muốn cái gì dưới mắt nữa, mà mong muốn một cái điều thiện thôi, làm lợi ích cho cộng đồng thôi, mà không đủ duyên chúng ta cũng không làm được. Không đủ duyên không có nghĩa là phước chúng ta kém, chúng ta làm chuyện đó không nổi. Nhưng mà cái khả năng để kết duyên, phải chiêu được những người có đủ cái duyên, cái phước để làm điều đó là mình không có khả năng này. Không có cái kết liên kết đó được. Rồi cái người mà chúng ta muốn giúp họ không đủ cái phước, không giúp được. Nói giống như cách đây khoảng 2 tuần tôi gặp một thằng bé mà nó bị té, cái nó bị gần như là hư luôn cái cánh tay, mà còn trẻ lắm. Tôi quyết lòng là tôi sẽ bỏ tiền ra, vận động mấy người bỏ tiền ra để mổ để cho nó khôi phục lại cái tay. Cuối cùng cho nó ở đây đưa bệnh viện, người ta kiểm tra hội chẩn không làm được. Coi như tàn phế suốt đời, đúng không? Thanh niên mà như vậy, rõ ràng nó không đủ phước. Chứ nếu nó tới đây trước 5 tháng á, tức là nó bị đứt cái mạch gì ở trong nách đó, mà bác sĩ hội chẩn nguyên cả ngày không có sửa cái tay nó được. Mọi người tốn tiền cũng khoảng 100 mấy chục triệu, mà mình sẵn sàng làm chuyện đó để cứu nó, mà nó không đủ phước. Không tới mình muộn quá, phải đầu hàng thôi. Thành ra là muốn làm một cái việc thiện thấy vậy, chứ nó phải cái tâm của mình rồi cái phước của người đó. Muốn cứu một người là phải cộng hai cái. Ví dụ như bây giờ có một người bệnh tới trước mình, có những người tới mình lắc đầu liền tại chỗ, mặc dù họ bệnh nhẹ. Có những người bệnh rất nặng nhưng mình quyết tâm mình trị người này hết. Thì vậy là cái phước duyên của họ với mình nó không phải là không có. Không có họ kiếm mình chi. Có duyên với người này rồi, nhưng mà coi cái phước người này đủ lớn để mình có thể kéo dài tuổi thọ của họ được hay không là cái tùy cái phước của họ nữa. Chứ mình thì mình quyết lòng rồi đó. Họ cũng muốn tìm tới mình để được trị hết cái bệnh, nhưng mà cái phước của họ không đủ để được mình cứu, thì họ cũng phải xuôi tay đi thôi à. Thật ra là cái gì nó cũng phải có hai, có nhiều, phải gọi từ là phải đủ cái duyên.
Muốn thì mình cũng muốn nhiều lắm, muốn nhiều duyên tốt lắm, mà cái duyên phước mình không đủ. Nhưng mà nhiều người cũng đổ thừa, tại sao hồi trước nói tôi như vậy mà giờ không làm. Trời có đủ phước để làm chuyện đó không cái đã? Đủ phước để người ta có thể giúp mình chuyện đó hay không? Tôi ngồi tôi nghe, tôi ở nhà dột rách nát như vậy, cứ hứa đoàn từ thiện tới tôi hoài, tôi ngồi tôi chờ hoài, mưa gió lạnh lẽo mà không ai tới giúp tôi hết á. Rồi cái than trách, rồi cái phiền hận người ta, mà càng than trách càng phiền hận, càng mất phước mình thêm. Mất phước mình thì đâu có chiêu được cái thiện duyên. Ví dụ như mình muốn người ta trợ giúp thì mình phải làm cái gì để cái phước mình nó tương ưng ở đó, người ta mới giúp mình được. Cái phước mình tới đâu mình sẽ chiêu cái chuyện ngang đó. Chúng ta phải thấy được điều này. Thật ra là cái duyên, cái phước chúng ta nó phải đạt tới một cái tầng nào đó. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói là cái sự mà mong mỏi, tạm được gọi là cái khởi cái tham tâm chúng ta để làm một cái việc thiện thôi. Chúng ta muốn làm một cái điều thiện thì cũng phải có đầy đủ phước báo nhân duyên thật sự được kết nối chung hết, nó mới thành tựu. Cho nên ở đây mà mọi người bây giờ muốn xả ly cái tham dục, cái ham muốn, cái sự đắm trước của mình, xả ly cái sân nhớ của mình, rồi những cái tâm xấu, những cái kiêu căng ngạo mạn, những cái hư ngụy nơi tâm của mình mà mình xả ly tu tập được một cách chân chánh tốt đẹp nhất ở trong chùa một ngày mà mình hoàn toàn không có những cái tâm này, thì đó là cái phước chúng ta cũng tương đối lớn rồi đó. Mới làm nổi chứ nếu không hả, ngồi đây cũng mong ngóng chuyện này, cũng phiền hận chuyện kia, cũng sanh tâm kiêu mạn, cũng coi người ta không có ra gì, vân vân. Tất cả những cái đó luôn luôn xảy ra nơi lòng mình trong cái cuộc giao tiếp trong một ngày, thì luôn luôn những cái điều đó xảy ra. Mà chúng ta nếu là cái người tu tập tốt, chúng ta phải khéo thấy được những cái ý niệm tham sân si xảy ra nơi lòng của mình, những cái tà tâm, những cái kiêu mạn, những cái tâm mà xấu xa dính mắc của mình, chúng ta phải làm sao nó phải vuột giống như là hạt cải để lên mũi kim. Xảy ra không phải là không có, tại chúng ta chưa có gọi là lậu tận. Thì vậy là những ý niệm tham sân chắc chắn xảy ra nơi lòng của mình sẽ không thể nói là hết được khi chúng ta ngồi yên. Nhưng khi nó xảy ra, chúng ta phải khéo léo để mà vận dụng trong cái đời sống trí tuệ, trong đời sống tâm linh của mình, để tất cả những ý niệm đó nó sao? Nó không còn đủ sức để khuấy khóa, không đủ sức để lôi cuốn, không để cho chúng ta phải tạo thêm cái nghiệp mới nữa, gọi là giống như hạt cải để trên mũi kim không dính. Chúng ta phải thấy rõ từng ý niệm một, từng cái móng tâm một của chính mình bằng cái sự tỉnh táo trong công phu tu tập. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong đời sống tâm linh của mình phải hết sức tỉnh mẫn. Thì thấy sự cái sự lôi cuốn trong cái tham tâm, thấy sự lôi cuốn trong cái sân hận của mình, thấy cái mù mờ của mình nó xảy ra để mình không nhận rõ, không nhận định đúng mọi điều, để mình sanh cái sự vướng mắc, là tất cả những cái điều này chúng ta phải thấy rõ nếu chúng ta là người có tu. Đó thì hy vọng là tất cả chúng ta là người có đầy đủ trí tuệ để thấy được mình. Chỉ cần có trí tuệ thấy được mình thôi, chứ không cần phải gì ghê gớm, đúng không? Thấy được mình một cách trọn vẹn, không lầm lẫn, thì trí tuệ đó đủ để cho có thể làm chúng ta an bình trong từng khoảnh khắc một trong đời sống còn lại của chính mình. Còn nếu chúng ta không thấy mình một cách trọn vẹn, chúng ta dính, chúng ta không hay, chúng ta mắc, chúng ta không biết, chúng ta phiền muộn, sân hận, tham lam, chúng ta không biết, thì nó sẽ dẫn tới sự khổ đau phiền muộn cho chính mình. Cho nên cần thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của mình, để chúng ta luôn luôn thấy mình trong mọi lúc. Theo cái nghĩa mà người trí là người luôn luôn thấy chúng ta trong mọi lúc. Thì hy vọng là người tu Phật sẽ có đủ trí tuệ này, không? Tăng ni cũng như Phật tử trong đời sống đời thường, chúng ta có đủ trí tuệ để có thể nhận định một cách đúng đắn của mình. Phải nhận định đúng đắn, chúng tôi nói là nhận định đúng đắn trong từng khoảnh khắc một trong đời sống hiện tại. Chúng ta có tâm gì? Chúng ta đang mong khởi điều gì? Chúng ta đang ham muốn hay là chúng ta chán chê cái điều gì? Tất cả những cái này đều được chúng ta thấy biết rất rõ ràng, tường tận, không lầm lẫn đó. Đó gọi là chúng ta có trí. Để rồi chúng ta tự ổn định, tự dần xếp, tự cân bằng mình. Làm sao đó để chúng ta luôn luôn sống an lạc thật sự. Như ngồi tại đây, trong cái khoảnh khắc này, nếu chúng ta là cái người đang có tu, thì hiện tại chúng ta không có chuyện gì để phiền muộn, không có chuyện gì để chúng ta tham lam, không có chuyện gì để chúng ta sân hận, không có ý niệm xấu với những người xung quanh,
tức là tâm chúng ta đang yên ổn. Thì chúng ta khéo léo giữ cái mảnh đất yên ổn này, lấy nó làm cái nền sống của chính mình trong cái khoảnh khắc hiện tiền này, để rồi khoảnh khắc kế tiếp là chúng ta luôn luôn cũng phải giữ mình như vậy. Đừng có để cho những ý niệm tham sân nó xảy ra, nó gây xáo trộn chúng ta, gây bất an chúng ta nữa. Đó là chúng ta khéo tu, phải không? Khéo tu có nghĩa là khéo gìn giữ sự yên ổn, thanh tịnh, an lạc, sáng suốt của chính mình ngay tại đây. Lúc nào chúng ta cũng luôn hiện hữu cái khoảnh khắc an lạc, thanh tịnh, sáng suốt ngay tại đây. Không có chuyện hồi nãy, không có chuyện chút nữa, mà có cái chuyện trong cái khoảnh khắc hiện tiền này, chúng ta là người yên ổn, an lạc, thanh tịnh, sáng suốt. Khoảnh khắc nữa hiện ra, chúng ta cũng là người đang hiện hữu trong cái an lạc, thanh tịnh, sáng suốt. Đó là cái tiền chúng ta khéo tu. Thì vậy là tham sân si tự động nó biến mất. Những cái kiêu mạn, những cái tà tâm tự động nó biến mất, thì chúng ta là người Bà La Môn thật thụ giống như Đức Phật dạy. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng.